À, có người hỏi thầy sao mà qua đó Quang Minh lên rồi cúng cho tăng ni mà thầy nói không được, tức cúng đại chúng đi giống như tăng ni vậy đó, nhưng mà tại vì đó thầy biết trước rằng đó người ta sẽ cạo đầu rất nhiều mà không để nói trước, thấy không? Bây giờ hồi tối là cái gì thấy gần như ai cũng trọng hết rồi, thành ra thầy nói là cúng đại thì này không có cái chuyện mà cúng lẻ tẻ nữa, tất cả đều là đại tăng, hiểu ý thầy nói gì không? Rồi tối không mà cạo gần cái tâm đứa đó, những em bé cũng cạo luôn. Thành ra là tôi nói là những tất cả những người nào mà tu giao duyên mà cái đầu trọc đều được trai tăng hết, phải không? Đúng không quý vị? Đó, thành ra ý là thầy vô thì không phải là không có được cúng trai tăng riêng, tại vì bây giờ tất cả người nào mà vô đây tu đều trai tăng thì rõ ràng là ngày đầu cũng có một số tu, ngày thứ hai, nhưng mà tối hôm qua là coi như là tất cả trở thành tăng ni hết rồi. Đó, ý thầy nói về từ từ sẽ hiểu ha. Trong cuộc đời đi tu không có khóa nào mà khóa này là tôi phải không có năn nỉ, mà nói tôi nói năn nỉ tôi tạo sướng gì đâu, để công nhận không, để các cái khóa thành lập cũng không có được nữa. Cái ngày mà khánh thành cái khóa mà đầu tiên mà xuất gia vô duyên ở bên Con Rô, tôi nhớ còn lõm con số là 217 người, nhớ con số 217 người cậu đầu, bây giờ 217 bộ y giáo, nhưng mà cái khóa này trên nữa tại vì không có y luôn, chứ thật bây giờ điếm cái đầu trọc hơn 217 cái đầu trọc. Dạ bạch thầy, Phật tử có người bây giờ có thêm Phật tôn nữa, mình là con Phật rồi cháu Phật nữa. Hồi đó có những em bé cạo rất là dễ thương, em bé đầu là khóc hay sao tự nhiên là tối là nó cạo thiệt hết. Khóa tu này là cái khóa tu quý vị thấy đó, nó thực ra đó thì quý vị biết đó, cái vấn đề quán Chị ngồi đảnh trên này nó chị. không có phải là cái vấn đề Ngồi mà trên quý ghê. vị hiểu. Quán đảnh là những cái chú mà nó có cái câu là chư Phật mà thuyết ra từ cái dục kế đó, vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai huyền thiết thần chú, phải không? Vô kiến đảnh tướng là cái gì, tức là từ cái Phật tánh, tụi con có thấy Phật tánh không? Mà người nào mà kiến tánh được thì người đó là kêu là thành Phật rồi. Chúng ta là những người là vô kiến đảnh tướng, hiểu chưa? Nhưng mà nhờ có chư Phật phóng quang Như Lai rồi sau này những người này chắc chắn sẽ là kiến tánh để thành Phật. Trong cái câu mà thì tiếng Hán đó à, vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai tìm thiết thần chủ, thì ngày hôm nay đó là khi sau khi cuộc đời này thầy sư phụ sẽ làm lễ cho tụi con là lễ quán đảnh. Thành ra quý vị để ý coi, chỉ có Phật đảnh tôn thắng và thần chú Lăng Nghiêm là có câu Nam mô Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm, thấy không? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà muốn được vô kiến đảnh tướng thì phải có cái lòng từ bi như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên trong cái pháp hội này đó thầy đã thể hiện cái lòng từ bi. Nếu mà thầy không thể học được từ bi mà thầy trừng trị những người mà quậy phá đó thì không thể nào mà phóng quang Như Lai để mà tiên thiết cái thần chú được, tụi con hiểu không? Đại hùng chống tàu cộng đại lực không sợ ai ai hết, nhưng mà phải có cái đại từ bi giúp con dứt sạch sân si buồn phiền là cái gì đó, để sớm được lên bờ thượng giác, tức là cái giác ngộ cao nhất, phải không? Ngồi đạo tràng bát ngát mười phương cứ không có thể tiêu tan, thì nhớ nguyện con kiên cố không hề lung lay, phải không? Nam mô thường trụ thập phương Phật là ai? Chính là quý vị đó. Tại vì quý vị lúc nào là những chúng sanh thường trụ phương, tối nào chúng ta cũng là những người vô kiến đảnh tướng, thấy không? À, cái này kia tôi cũng hiểu là kinh đó, tôi cũng thấy rất là hay. Bây giờ một đứa con nó quậy phá đó, mình chửi nó rất dễ, mình đuổi nó rất dễ, mình từ nó rất dễ, nhưng mà mình độ cho nó thành Phật mới rất là khó. Gì thấy không? Ở trong này ông tức cạo đầu, mà nói mình chẳng cạo.
trong này có những người là còn muốn là đóng bốn dấu nữa chứ. Thì tụi con hiểu đạo rồi, tụi con hiểu tất cả là cha mẹ la con, đầy con, giữ con, không có nghĩa là cha mẹ không có từ bi, mà cha mẹ chiều con, muốn hút sách, muốn ăn chơi, muốn trộm cướp, đó là cha mẹ hại con nha. Thì có những vị thầy rất là ngọt ngào với tụi con, nhưng mà ở động cướp cuộc đời ổng sẽ hại. Ở trong này quý vị nhìn rõ, bữa nay đó có một cái người là bạn đời của Đức Lâm. Con đâu rồi con? Con đứng lên, tại vì mẹ con cái sớ này xin lỗi lầm, mẹ có nó ung thư phổi ở đoạn cuối cuộc đời, và mẹ của nó là hiện giờ chuẩn bị là tối đó lại nó sắp đưa mẹ nó về Việt Nam, phải không con? Tôi nói con, tại sao mẹ con đã đặt thời kỳ thứ 4 của ung thư phổi giống như cô Nguyên Anh vậy đó? Không phải cô Nguyên Anh, cô nào ung thư phổi ta? Thì nó lẻ lắm, thầy cũng bấm quẻ cô Nguyên Anh, nó không có qua được 3 tuần. Thì khoảng 2 tuần cổ đi, rồi là tối thầy bấm quẻ, thì mẹ con không có qua được 4 tuần. Nếu không sao cũng đưa sớ lên, thì hỏi cái gì cũng không. Nó nói là, hỏi con tu đi, con ráng tu đi, nhờ cái lực của buổi để chúng sáng nay thầy sẽ dâng sớ ưu tiên cho con. Đó, đích, đó vợ Đức Lâm. Ví dụ dòm coi, cái người mà tôi thường lên mạng tôi nói này nó kia bây giờ trở thành đầu tròn bảo vua. Và cái người này trong pháp hội Techno đã gọi cùm lên tôi, chuyện gia đình tôi, thầy tại sao thầy xem vô thì kia được thích, nhưng mà cái gì thấy có phải là quan gia không? Tại vì cái chuyện cổ này kia mà tôi cứ đem lên mạng tôi nói. Nhưng mà đổ những người mà cứ đi theo thầy là dễ, nhưng mà đổ những người mà đã còn chữ tha cử thầy là rất là... Đó là tôi thấy là, cho nên chúng nên là đại hùng, đại lực, đại từ bi, đó rất là khó. Cho nên quý vị thấy rõ, nhưng mà thật ra đó là cái duyên, dù thuận hay là nghịch cũng đều là duyên, phải không? Thì cổ có cái thật khen thầy là tụi con, đó là thuận duyên, chữ thầy là nghịch duyên. Nhưng mà thuận hay nghịch rồi mà đi đến cái chỗ là phóng quang Như Lai thì cũng sẽ là đi tới cái chỗ vô kiến định tướng. Cổ có một cái Phật tánh rất là cao siêu, nó quý giá lắm, nhưng mà cổ chưa thấy. Cho nên đó, sau khi cổ cạo đầu của xuất gia của tu rồi đó, thì tất cả những cái gì ở sòng bài nó không còn nữa. Nó không còn nữa. Cái nghiệp đó hết, phải không? Và nó sẽ sáng đã tự động của sáng liền. Tôi bảo đảm con sẽ bắt đầu con không còn thích tới nó nữa. Con hồi đó con đến sòng bài không phải là con gì, mà con á là nghĩ là muốn có một số tiền để phụ giúp cho gia đình. Con cái nghĩ gì vậy, đúng không con? Để lo cho con cái mình lớn lên. Nhưng mà cái đó là những cái nghiệp chướng. Nhưng thầy bảo đảm cho con sau khi con cạo cái đầu này rồi, rồi lo trả hiếu cho mẹ đó, rồi tự nhiên con người con nó đổi hết đổi à, nhớ không? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Con không có chửi thầy. Cùng len thôi. Con không bao giờ ăn dám. Gọi thầy con có chuyện hỏi ai gì đó, và con thì vợ Đức Lâm gọi cái chuyện gì, chuyện gia đình con sao thầy cứ đưa lên mạng vậy hả? Đâu có chửi còn lên. Nhưng mà thầy vui lắm, cái đó mới là khó đó quý vị. Bây giờ tôi đem cái chuyện của quý vị á, nó cái chuyện riêng tư đó, nó đánh bài là tiền của nó. Nhưng mà con có biết rằng con còn ở tới giờ này, con hỏi Đức Lâm là sư phụ đó. Đức Lâm đòi bỏ mấy lần luôn. Thầy mới hỏi, con nghĩ con vợ con có cái gì tốt không? Nó nói không có cái gì tốt. Con nghĩ lại đi. Nó nói không thấy không có gì. Tại sao không có? Bây giờ đó, đứa con đầu tiên của con á, là sao có? Nó nói dạ, hồi đó boyfriend, girlfriend con với vợ con rồi, đỡ có bầu. Nhưng mà con nói, con hỏi đó con chưa hiểu đạo. Con nói, đi phá thai. Vợ con nó nói, thà là anh không lấy tôi ở lại tôi đưa con, không phá thai. Cái tôi hỏi trong các tội đó, trong các cái giới của sư phụ, giới nào nặng đó, nó dạy giới sát. Mà bây giờ đấy, trong cái giới của sư phụ, giới này giới nhẹ, dạy giới cờ bạc. Như vậy con là phạm giới sát sanh giết mạng con. Nếu mà ngày đó mà con không làm vậy, giờ này con có thằng con dễ thương không? Dạ có. Như vậy bây giờ con bán thằng con thịt cho thầy đi. Bao nhiêu? 1 triệu không? Không. 2 triệu không? Không. 5 triệu không? Bây giờ không bán. Vợ con quýnh bài thua tới 5 triệu cho nó dần chưa? Cái rồi.
Trong năm giới đó, thì Đức Long hiền lắm, nhưng mà Đức Long phạm vào giới sát, giết con. Và trong cái năm giới, giới cờ bạc là cái giới nhẹ nhất, mà giới đó không có ông Phật đặt ra, chỉ ông Thông Lai đặt ra. Cho nên thầy là cái người có nhớ cái dẫn cái con gái con không? Nó lên nó gặp thầy, rồi thầy cho con lời khai. Đâu rồi, lúc đó là rất cái vụ sát đô nó dẫn đi. Con nhỏ gái con nó gom một mớ tiền cắt, nó cúng dường sư phụ đó. Thì cái ngày đó nếu mà sư phụ không có từ bi đó, thì sư phụ làm đại. Thầy chỉ nói một câu là bỏ đi con. Con nợ vợ quan gia của nhà nghiệp báo dễ lắm. Thầy cho con cái chỗ vô chùa tu. Thầy nó cần người trẻ. Nhưng mà rồi thì không. Để coi lại coi vợ con nó thuộc về ác. Nhưng mà tính ra nó con ác hơn nó. Cho nên cái gì thấy từ từ độ được. Mà cái ngày mà cái đám này tôi cạo đầu. Hai người mà tôi vui nhất đó là vợ của Đức Lâm và hai đứa là ông Tuấn. Hết á. Rồi đó thì nói là con, đó là thầy nói này để giải nghiệp cho con. Và đồng thời đó, để tại sao mà thầy đọc cái sớ này, để người ta thắc mắc tại sao con này nó là cái gì mà nó ưu tiên. Tại vì á, mẹ con ở đồng cuối cuộc đời, và thầy khuyên á là mẹ con không nên đưa về Việt Nam. Con cạo đầu con tu bao nhiêu ngày là tùy con. Đó, rồi đó, con tu đó. Rồi là hồi hướng vào bà cụ. Nếu mà thọ mạng bà cụ còn á, thì bà cụ sẽ mẹ lại. Còn nếu mà thọ mạng bà cụ hết thì Phật cũng không cứu được. Bà thọ mạng là hết thì có mọi người trên cuộc đời này có con số. Ví dụ bà cụ sống tới 70 tuổi nha, thì là cái số mình hết rồi. Thì dù có Phật xuống đây cũng không cứu được. Nhưng mà nếu số bà cụ sống tới 75 tuổi thì, nhưng mà bà vì bị ung thư bà mất cái 5 tuổi thì cứu được. Có hiểu thầy nói không? Và thầy bấm đó, mẹ con đó là như sắp tới số 7 rồi đó. Mẹ con không có qua được số 7, mẹ con đang nhiêu rồi. Đó, thấy không? Thì bây giờ gắng tu, thấy không? Nhưng mà con tu đó, phước nó lớn, Đức Lâm phước nó nhỏ. Tại vì con là cái người phá cái giới yếu siêu nhất. Còn Đức Lâm là phá cái giới lớn nhất, là đòi giết con. Thấy không? Mà đòi giết tới hai đứa luôn. Đó, thành ra là cái anh hùng của con đó là dùng cái lòng của người mẹ bảo vệ cái thai nhi, thấy không? Là nó bây giờ mấy đứa con nó đều thương thay Đức Lâm hết, nhưng mà thật ra nếu mà nó hiểu được cái này nó sẽ thương con nhiều hơn. Tại vì vì có con hy sinh hồi đó là Đức Lâm dùng cái là không cưới, không phá là không cưới, không cưới ở vậy làm single môn đứa con. Đó là cái mà con đã cho nhân viên để hai cái đứa nhỏ nó có mặt trong cuộc đời này. Thành nhìn ra có những người ngồi rất là hiền nhưng mà giết con, phạm tội phá thai. Và cái tội của vợ Đức Lâm đính bài là cái tội không có nghĩa gì vậy. Phật không có đặt ra cái chết của cháu bài, chỉ có thầy Thông Lai đặt ra. Đúng không cái gì? Mà thầy Thông Lai đặt ra cho nên thầy Thông Lai không có giận con. Con đâu có sai gì với Phật, mà con sai thầy Thông Lai. Mà sai thầy Thông Lai thì Thông Lai vừa làm từ bi để mà làm sao con tạo được cái đầu để con tắp cái gì. Thì tự nhiên là cái con sẽ là coi như khai mở được trí huệ, bảo đảm cho nó cái gì nó đi coi nha. Trời bữa nó Đức Lâm nó còn cho tiền đi, nó cũng không đánh nữa. Tới cái lúc nó chán, hết cái nghiệp rồi là chán. Cái gì tưởng con Đức Hiền á, nhậu một cây, quýnh đi ra một cây, hỏi cá độ một cây, chơi luôn cả xì ke luôn. Nhưng mà sư phụ gặp sư phụ rồi đó là và theo luôn, nhân viên nó đúng, đừng có tưởng ông Đức Hồi nó cũng nhậu một cái rồi, nó vô nhậu với thanh niên ha. Vô mà thật sắp thua rồi vô, nó móc cổ ối. Ối cho nó ra hết 20 lon bia, rồi vô chơi tiếp mấy thanh niên lật hết. Cái gì thấy không? Nhưng mà giờ trở thành nên là cái người như vậy. Bây giờ chúng ta, trong người chúng ta đều có một cái phật tánh, nhưng mà ông thôi vậy thầy biết cách để mà thay nở hay không, phải không? Tôi cũng thấy Phật Pháp nó huyền diệu là ở chỗ đó. Bởi vì khi thầy cạo được cái đầu của vợ Đức Lâm là cái đó là thầy mừng kinh khủng. Mừng không có gì? Mừng. 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 Mừng lắm là tại vì là thầy chỉ có người con mới cứu được người mẹ. Tại vì bà cụ để là cái thằng con á, thương mẹ người nào có mấy, mà người này mà vẫn còn thương mẹ mà thấy khóc, nghe nói là mẹ mình sắp mất rồi khóc, là cái người này Phật tánh còn không có gì. Bởi vậy trong đó là hiếu là đức tin.
hiếu là tu thiền nha. Cho nên từ nay tụi con đừng có bao giờ nhìn cái nhìn ác cảm gì giờ cái Đức Tăng nữa, vì sư phụ đã nói rõ hết rồi đó. Thành ra đó, từ đây thầy cấm nhìn giờ Đức Lâm với một con mắt là nó kỳ thị, mà nên mà phá thai đó, mà mình gặp Đức Lâm đó là mình phải gọi là đại sư tỷ. Mặc dù mình hiền lắm, nhưng mà cái tội mình đã từng phá thai rồi á, thì trong này tụi con đều thua vợ Đức Lâm. Thầy nói cái là tụi con đủ ý không? Rồi chúng ta tụng kinh. Còn cảm ơn những cần thiết. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Chương Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Chương Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Chương Phật Bồ Tát Ma Tăng. Hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2022, trong một đạo tràng trang nghiêm thân tình, Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm và Phật đảnh tôn thân Đà La Ni, chúng con là những Phật tử nhiều đời nhiều kiếp đã từng tri tuân thần chú Phật đảnh tôn thân Đà La Ni. Hôm nay một chút duyên lành, con đã hội tụ được những người này trở về đây để mà khai mở vô kiến, đảnh tương phong quang Như Lai tiên thuyết thần chú. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ dân sơ cầu an cho cụ bà Phan Thị Hằng đang ở giai đoạn ung thư phổi thời kỳ thứ tư, con gái Lâm Thế Đức và đoàn Phản Cát Tường. Đoàn Phản Cát Tường này là ai vậy? Tại sao còn Lâm Thế Đức? Con lễ Lâm Thế Đức và con gái đoàn Phản Cát Tường dâng sớ cho mẹ và mẹ vợ Phan Thị Hạnh để nhờ thần lực của chư Phật và tâm từ bi của đại chúng, sau thời Lăng Nghiêm này chúng con sẽ có lễ quan đảnh để trì tụng Phật đảnh tôn thân Đà La Ni. Chúng con chỉ xin mọi người trong pháp đàn Phật đảnh tôn thân một phần tổng đức để hồi hướng cho mẹ của chúng con Phan Thị Hạnh sanh ngày 1 tháng 6 năm 1953, trong giai đoạn ung thư phổi thời kỳ thứ tư. Nếu thọ mạng, mẹ chúng con còn nguyện cho bệnh tật bình an tai qua nạn khỏi. Nếu thọ mạng của mẹ chúng con đã hết, nguyện cho xả bao an lành và con tỳ kheo thức không lai xin nhận là người ở đoạn cuối cuộc đời đứng cạnh giường bệnh để trở niệm giảng sanh.
Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Để cho đạo tràng trang nghiêm tam nghiệp thanh tịnh, con nhờ thần chủ tịnh Pháp giới chân ngôn, an làm xuân hàng, làm xuân hàng, làm xuân hàng. Cần tam nghiệp chân ngôn an ta phà, bà phà thuần đà ta phà, gạt ma ta phà, bà phà thuần đồ hẳn. An ta phà, bà phà thuần đà ta phà, gạt ma ta phà, bà phà thuần đồ hẳn. An ta phà, bà phà thuần đà ta phà, gạt ma ta phà, bà phà thuần. Hôm nay là cái ngày làm lễ quán đảnh, nên tất cả những đại chúng đứng trong đây cùng dâng hương với sư phụ. Nguyện dâng hương màu này cùng dường tâm ca phần con pháp chân bồ tát cái thần văn và diệt dân cùng các bậc thánh hiền diễn khởi đại sáng chói cầm sông mười phương cõi còn các chúng sanh xa lìa ca vọng niệm mà trọn đạo vô thường. Nam mô tôn dương bồ tát, nam mô hương công dương bồ tát, nam mô quý vị nhiếp tâm thanh tịnh lắng lòng xem coi nhân duyên gì mà mình có mặt trong pháp hội Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni. Quý vị đến đây để dĩ tâm nguyện là cầu tài thì không đúng bản nguyện của Phật đảnh tôn thắng. Vì Đức Bổn Sư ngài buông bỏ tài tiền danh lợi ở thế gian. Nếu đến đây để cầu cho mình có như là đẹp, thì Đức Phật đều cho các tỳ kheo ni cạo đầu để làm cho mình xấu đi. Cũng vì cái đẹp ở hoài gia này mà bao nhiêu cô gái phải khổ cả cuộc đời. Cũng vì ham cái sắc đẹp của những ông chồng đẹp trai mà bao nhiêu người vợ phải đau khổ cho tới đoạn cuối cuộc đời. Chúng ta đến đây không phải vì cầu làm vua. Làm vua là cái quả vô cùng, hưởng phước đời này rồi những cái sắc lệnh phá thai hoặc là những cái sắc lệnh đưa lính đi ra chiếm đóng nước người cũng sẽ tạo chúng ta vào đường ác địa ngục. Cho nên chúng ta đến đây là vì tạ ơn cha mẹ. Nếu những đệ tử nào của con đang hiện diện trong pháp hội Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni, với cái tâm nguyện đến đây vì chữ hiếu, con xin dâng tâm sớ lên mười phương chư Phật, xin từ bi gia hộ cho những đứa con hiếu tử này được sở cầu như ý. Nếu có những Phật tử chúng con tham dự Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni vì có những đứa con bị bệnh đau hoặc là chậm phát triển, hoặc là có những đứa con bất hiếu cãi lại cha mẹ, không nghe lời, đi vào con đường không tốt, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng những đứa con đó nó bất hiếu mà không có nhân quả. Trong nhiều đời chúng ta đã có dây nhân, giờ đây chúng ta gặt quả. Cho nên chúng con đến đây mượn đứa con nó trở lại đàng hoàng, bệnh tật tiêu trừ, thì chúng ta
nhờ thần lực của Phật Đảnh Tôn Thắng để mà giải trừ những cái nghiệp chướng đó. Những người đến đây có mẹ trong tình trạng thập tử nhất sanh giống như mẹ của vợ, cũng như mẹ của vợ Đức Lâm, thì chúng con phải y thành. Khi mình cạo cái đầu này, mình đập cái y này, mình phải nghĩ mình dùng thân của mẹ, của cha để mà tăng thêm tuổi thọ. Những gì đến đây vì nợ nần dây phụ, không có lối thoát, hoặc là đến đây vì vấn đề sắp sửa ly dị, không biết làm thế nào, bỏ chồng thì dễ, nhưng mà con sẽ mất cha, con sẽ xa lìa mẹ. Những người này đến đây không biết nương vào phước lực nơi nào, cho nên con xin nhờ thần lực của chư Phật, khẩn thiết xin các đức Như Lai, các vị Bồ Tát nạp thọ tâm nguyện của chúng con. Ở trong đây con biết rằng có mấy trăm người, nhưng mỗi người đều có một cái nghiệp riêng, có một nỗi khổ đau. Chư Phật hãy tha thứ cho chúng con. Tất cả những chuyện này đều do nhân quả trong ba đời. Tất cả đệ tử trong Phật Đảnh Tôn Thắng này, trước khi làm lễ quán đảnh, chúng con lỡ tạo bao ác nghiệp, cùng nói cho thầy, chúng con lỡ tạo bao ác nghiệp, đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra. Tất cả chúng con xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma. Đệ tử chúng con nguyện tha phương thường trụ tam bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo Sư A Di Đà Phật. Từ bi gia hộ chúng con Bồ Đề tâm kiên cố, từ giác gia tha giác thành viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh một thời đầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại chúng an toàn. Thì dân sớ kiểu đó là đúng lắm trong cái gì? Phải không quý vị? Những người đến đây, thứ nhất á, là vì muốn công việc làm ăn cho nó hành thông, nhưng mà cái đó không phải là cái ý của chư Phật. Phải không quý vị? Đến đây vì cái vấn đề là giải quyết cái chuyện muốn ở không được, mà muốn lấy cũng không được, tức là quán thánh hội, ái biệt ly. Cái người mình thương mà phải xa lìa, cái người mình ghét mà phải ngủ chung giường, tụi con có chuyện đó có nhiều lần, phải không? Rồi đến đây gì thương nhớ cha mẹ ở đoạn cuối cuộc đời, cho nên đó là những người đây. Rồi đến đây vì những đứa con nó bất hiếu, dạy không được, lo quá, mình còn sống đây mình lo, mà sao hồi mình chết sao, phải không? Cầu nguyện có những đứa con tới giờ này cũng chưa nói chuyện được, phải không quý vị? À, nó bị bệnh đau rồi làm sao? Tất cả đều có nhân quả ba đời, phải không? Cho nên bây giờ thầy nói những cái đó còn thiếu cái gì nữa không? Hả? Phá thai. Bây giờ tại bây giờ tôi mà nãy tôi chờ cái đó đó, tôi không có nói được. Thì tôi chờ ở đó trong này cái tội phá thai đó, là cái tội này không phải dành cho người nữ đâu nha. Nếu không có người nam cộng nghiệp thì có ra cái thai không? Rồi có những đa số các ông á, nên nhớ rằng mấy ông chỉ cần 10 phút để tạo ra một cái đứa con, nhưng mà vợ của mình á, cần tới 9 tháng 10 ngày để tạo ra đứa con. Mấy ông tạo ra đứa con trong sung sướng của dục lạc thế gian. Tôi nói tôi dạy nó mắc nè, thấy nó mắc chảy không? À, nó mắc chảy. Còn các vợ của các ông á, tạo ra đứa con trong bánh da xẻ thịt, đàn ông
đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Mấy ông tạo ra đứa con nó không bị nhan sắc tàn phá, cũng không có bị nhan, không để lại vết thẹo. Vợ của các ông tạo ra đứa con ngoài ra có những chuyện mổ xẻ nguy hiểm. Cho nên đó, những cái đó mấy ông nghĩ lại một cái rồi đó, mấy ông thương con. Rồi mấy ông đó, hãy thương vợ nhiều. Mấy ông chỉ nhìn được cái ngọn mà không nhìn được cái gốc. Cho nên ở trong này đó quý vị đừng có tưởng là vợ mình vô đây rồi để nó cái nghiệp phá thai. Quý vị cũng đọa địa ngục hết nếu quý vị không có hồi hướng về cái thai nhi đó. Cho nên đó, 10 phút mấy ông tạo được đứa con, vợ mấy ông 9 tháng 10 ngày rồi chưa đâu. Vợ mấy ông 9 tháng 10 ngày rồi thì ta có nói chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ, chứ đâu có nói chỗ ướt cha nằm chỗ khô con ngủ không. Đó là những cái mà người mẹ, như người ta cái ông bà chúng ta là, người ta nói là lúc nào cũng đề cao. Tại sao cái ngày ngó đờ đê mà nó quan trọng hơn vậy? Ngó đờ đê trước hay là phá đờ đê trước ở Hoa Kỳ? Ngó đờ đê trước, người Mỹ thấy vậy mà rất là thực tế, phải không? Người ta phá đờ đê sao? Vì thế rõ chưa? Đó, hôm nay hy vọng rằng những cái người nữ trong lúc hiểu chưa hiểu đạo, rồi bị cái lời áp lực của chồng để rồi phá thai, thì hôm nay những cái thai nhi này đã có hiện diện ở trong cái pháp hội Phật Đảnh Tôn Thắng. Sau khi làm lễ quán đảnh xong, nguyện cho tất cả thai nhi quán hờ được giải kết, nguyện cho tất cả các thai nhi được trở lại thân người, được gặp cha hiền mẹ thảo, được thân thể lành lặn, lục căn đầy đủ. Và cái lời cái chú nguyện của con là nguyện cho những cái thai nhi mà được sư cô Hồng Đức đưa từ làng Di Đà Indo về trong pháp hội Phật Đảnh Tôn Thắng này sẽ đều được nhân duyên được gặp Phật Đảnh Tôn Thắng, được trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng, mà trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng rồi được nhân duyên, được quán đẳng, được nhập đàn. Và chắc chắn rằng những thai nhi này khi trong cái kiếp tới sẽ được tốc xả mê độ, siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho những cái mối thù mẹ, quán cha được giải quyết từ ngày hôm nay trong cái đại pháp đàn Phật Đảnh Tôn Thắng. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Các Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Các Đại Chứng Minh. Còn thiếu cái gì nữa không? Thầy thiếu cái gì mà tất cả chúng con đến đây mà nó chưa có, thầy chưa nói lên. Thiếu cái gì? Tội bất hiếu. À không, à tội bất hiếu. Chúng ta bất hiếu nhiều lắm. Không? Có cái bà hôm qua bà nói con 13 tuổi sau bây giờ nó bị cái bệnh gì, có sợ có ma quỷ gì nhập. 13 tuổi không có ma quỷ nào nhập. Và cái tội lúc đó là từ một đứa bé để trở thành người lớn. Kêu là cái tội nổi loạn phải không? Tin đó. Không quý vị? Thì mình cũng đã trải qua giai đoạn đó. Quý vị nghĩ lại lúc quý vị mà ở cái tuổi mà từ cô bé trở nên là cô thiếu nữ, từ cậu bé trở nên chàng thanh niên, tụi con có ngủ bên dưới ba má tụi con có không? Thì bây giờ mình phải nghĩ sao, sư phụ dạy đệ tử sao tụi con cũng phải vậy chứ chăng. À mà sư phụ á nhiều con không có gì, nhiều con phải không? Rồi á cách dạy của sư phụ tụi con nhìn thấy trong pháp đàn tụi con thấy rõ không? Đem rồi cũng na cũng đói, nhưng mà cuối cùng rồi đó, làm sao cho nó trở về với chánh pháp, trở về với cái phần tánh của nó, cái đó rất là khó. Tụi con cũng muốn như vậy đó, thì sư phụ cũng dùng mọi cách mà Đức Phật đã dạy không? Để mà mình độ chúng sanh. Một chúng sanh quả Phật chưa thành, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn. Cho nên ở trong Đức Phật không có loại bỏ một đứa con nào đó. Đúng không quý vị? Trong đây không có ai ác hơn ngày vô não đâu nhé.
Cho nên từ nay tụi con hiểu đạo rồi. Cho nên những người có nhân duyên vào trong cái Phật cảnh tụng thắng này đó, đều đã từng bất hiếu. Như sư phụ là bất hiếu đó. Mẹ sư phụ, nuôi sư phụ, cực khổ. 9 tuổi ra đi. 9 tuổi ra đi, ngày đó không có biết gì đâu, một mình được chết. Thấy mẹ chết mình. Tại vì á, hồi đó có bả của mình, nhà mình sát sông Đồng Nai đó, mình ra mình muốn tắm là bả xuống ở trách ngồi bảo quýnh. Thấy không? Một mẹ chết rồi, không ai quýnh muốn làm gì làm. Thấy không? Đó. Cho nên á, một ngày đó, mẹ chết mới chưa được 3 ngày, sướng quá mới rủ Hạnh Đoan, Hạnh Phượng, đi sư Nghiêm Thị xuống tắm. Đi sư Nghiêm Thị lớn hơn thầy 2 tuổi, 11 tuổi. Thì đi sư Nghiêm Thị lúc đó có ý thức rồi, bà cũng không được. Nói tắm đi nha, mà em phải coi chừng mấy đứa em mình á. Dạ dạ, rồi lúc đó thì sư phụ là đâu mình, cái đứa nhỏ 19 tuổi mà coi thì cô Hạnh Phượng 7 tuổi, cô Hạnh Đoan 5 tuổi thì đó là nước, thì đó là nước mùa đó, mùa nước lũ tháng 8 từ xã Trị An nó chảy xuống sông Đồng Nai đó quý vị, chắc mạnh lắm. Cho nên nó chúng tôi mới nhảy là nhảy từ trên này nhảy xuống, thì thầy nhảy đầu tiên thầy biết lỗi, tới cô Hạnh Phượng đó cổ cũng biết lỗi, cũng bụng lỗi cơ là lỗi chó đó, còn cô Hạnh Đoan cổ đâu biết, cũng bụng cái cô nhảy xuống cũng biết lỗi. Phải không, má mình đối chó tắm, nhảy luôn cái là cũng bắn tôi, thầy cũng đâu có biết, tưởng em mình lặn giỏi. Rốt cuộc của tôi trời phước sau cái tiếng vì biết rễ dừa đó, cũng tạt ra tạt lại cũng nắm được cái rễ dừa rồi đó, cũng đeo cái rễ dừa đó mà cổ nhỏ xíu là 5 tuổi đó. Thầy tắm đã chứ cũng vượt rồi lên cũng biết là có cái Hạnh Đoan còn nằm dưới nữa. Tới hồi tới giờ giận con đó. Rồi đi sư Như Thị mới kêu ra hỏi gì cho em đâu, nó dạ không biết, nãy tắm mà nó lặn lâu quá. Chạy ra, đi đi chạy ra thì đâu lúc đó là nước chung, mình cầm đi dừa sắp chết. Đó, thì đó, mà mình lúc đó mình cũng không có biết là nếu mà có mẹ đó thì đâu có chuyện đó. Nên hồi đó đó, mẹ mình mà phải vừa chết một cái đó, mà nghe nó đánh chết rồi là thầy vui lắm. Vậy là cái người mà mình thôn mình không còn nữa. Thấy không? Đó là bất hiếu đó quý vị. Tại vì đa số cái tư tưởng mà mình muốn xa lìa mẹ là tụi con đều có khi tụi con bắt đầu 18 tuổi. Tụi con đều muốn đi ra khỏi cái tiểu bang để mà lấy cái cớ là đi học trường khác, tụi con có nhớ không? Tụi con có những đứa con gái, con trai mà nó tới vừa học xong, nó đang ở Arizona thì nó qua đại học ở Seattle. Nó ở Seattle thì nó qua đại Arizona. Cái lý là nó muốn học trường đó là tại vì nó muốn xa rời cha dòng, để nó được tự do. Nhưng mà rồi sau khi nó lớn rồi, nó muốn gần mẹ để mà không được gần. Khi mà hiểu rồi, đẻ con rồi thì mà thấm. Phải không tụi con? Đó. Tụi con nghĩ kìa, không có đứa nào muốn ở tại tiểu bang hết đó. Mà đi ra rồi phải đóng, cha mẹ phải đóng tiền học phí cao, rồi đóng đôn, đóng đủ thế chuyện có không quý vị? Tụi bất hiểu. Còn thiếu tội gì nữa không? Tội gì? Cảm trở gì? Nhiễu loạn chúng sanh. Chúng ta nhiễu loạn chúng sanh thì đủ loại hết rồi. Ở trong này để tôi nói cái nhiễu loạn chúng sanh là thế này nha. Ở đây mình nói Nga nó ác phải không? Ukraine đang yên lành đem quân qua đánh Putin ác không? À, nhưng mà nó ác thua những cái người mà không có hiểu đạo nè. Bây giờ quý vị thấy nhiễu loạn chúng sanh là cái gì? À, ở đây thì những người tu hành ở đây thì chúng ta hiểu đạo rồi, nó khác với những người chưa hiểu đạo. Thí dụ ở Việt Nam nha, trong một cái xóm đó tự nhiên có một con chim bồ câu mà nó sa vào ở trong ăn mọi một đám vậy đó, thì người ta thấy một con chim nó sa xuống thì sao? Ở Mỹ mình thì sao? Có bắt không? Không bắt. Thấy một con quả nó sa xuống mình có bắt không? Không bắt. Nhưng mà ở Việt Nam thấy một con quả mà nó tự nhiên nó yếu nó muốn bệnh nó sa xuống, bắt không? Trong khi bắt đó thì đàn ông thấy cũng bắt, đàn bà thấy cũng lấy cây đập, bà bầu thấy cũng lấy cây rượt, con nít thấy cũng lấy cây rượt. Như vậy chúng ta có thể thấy là Nga nó chỉ tấn công có một nước, và những người tấn công là những người lính của nó. Còn ở đây á, chúng ta thấy một con vật gì đều đàn bà
có bầu cũng nhào ra lấy cây đập, đập ông cũng đập, con đít cũng đập. Cho nên khi mà làm chúng sanh rồi chúng ta không có con đường sống, chỉ có những con vật ở Tây Phương mới có con đường sống. Thay thế những con vật Việt Nam giờ này, những con từ nào mà nhúc nhích được đều bị giết hết. Phải không quý vị? Quý vị thấy không? Cái bà bầu gì nó mang cái bầu gì mà gặp cái con gì cũng nhào lại cũng cái cây mà đập, đập để mà nấu ăn hết. Ta thấy nếu mà mình sanh vào lời sức sanh cổ đó là không có chỗ nào đi trốn hết. Không có chỗ nào trốn. Mà giết hết đời này tới đời khác chứ. Con của mình cũng bị như vậy. Cho nên đó là cái khổ mà mang sức sanh, đó là nhẹ nhất trong cái ba đường ác. Địa ngục là nặng nhất, địa ngục chưa thấy, ngạ quỷ chưa thấy, nhưng mà súc sanh thấy rồi. Mà Phật nói là phải con, hiểu chưa? Rồi nhiễu loạn chúng sanh là nhiều lắm. Trong thời có nhiều đời quá khứ chúng ta đã từng làm quan, có làm quan không? Chúng ta nhiễu loạn chúng sanh. Có nhiều đời thì chúng ta đã tu, chúng ta làm vua. Cái gì thấy? Ông Biden làm vua mà sau này đời sau ông đọ hay là ông lên? Quý vị thấy không? Đi chỗ nào cũng thấy cái chữ thề, cái sông nào cũng nói là I do this. Dán cái giấy tao làm như vậy đó. Quý vị thấy, biết một vị vua mà lên xuống mà chúng ta nhìn coi. Ai bây giờ ông còn sống mà bị người ta rủa. Người ta gặp tổng thống cho mừng đừng chết. Có một cái cảnh nó quay một thằng Mỹ, nó ngồi nó ăn mặc nó nồn là nó đứng chờ cho nó chào, thêm chào nó quánh mặt luôn. Thế thì thấy cảnh đó không? Cái gì thế? Cho nên đừng có cầu làm vua. Thế cho thầy dân sớ, đừng làm vua cõi đất, đừng làm chúa cõi trời. Tại sao vậy? Vua cõi đất thì đời này hưởng phước rồi tạo tội, là cái đời sau là cái đại họa. Chúa cõi trời có 1000 bà vợ sướng không? À, một bà vợ mà đã muốn chết rồi, hỏi những người hai bà vợ mà ông vua trời tên đế thích ông tới 1000 bà vợ ta. Cái gì thấy không? Đừng ham là nhiều, ông muốn lên cõi trời làm 1000 bà vợ. Bây giờ cứ hỏi mấy người một vợ thì gì? Là một vợ thì nằm giường giường lèo, hai vợ thì nằm gì? Lèo queo. Ba vợ ra chuồng heo nằm. Những cái đó là thầy mới nói là không làm vua cõi đất. Con đến đây tu hành không làm chúa cõi trời. Cái đầu tiên là trả ơn cha mẹ. Cái này hơn là trả ơn sư trưởng. Tụi con á, cái ơn cha mẹ cho tụi con cái thân tứ đại. Ơn sư phụ cho tụi con cái tuệ, trí tuệ. Cái thân tứ đại này của cha mẹ cho vài bữa nó sẽ mất không? Mất. Cái trí huệ mà nghe những lời giảng giáo huấn của sư phụ này mất không? Không mất. Trước khi vô đây con cứ tưởng là không có cái gì, nhưng mà sau khi rời cái pháp đàn này tụi con sẽ phóng quang Như Lai rất nhiều. Phóng quang Như Lai, mình sắp đuổi con gái, mình sắp đuổi thằng rể, mình sắp đuổi con dâu, thì thấy lại sư phụ trong lai đối với những đứa con mà nó chưa có phước duyên, bây giờ nó trở lại với đức Phật, tụi con nhìn tụi con sẽ làm như vậy nha. Nên cái Phật đảnh Tôn Thắng Đà La Ni này nó mới nói là có chữ Phật đảnh, tức là cái đảnh là cái chỗ mà cao quý nhất, mà cái đảnh này là cái chỗ cũng mà để mình sức đi về cả cõi trời của Phật, thấy không? Mà cái lòng bằng chân là cái chỗ để mà đi vào địa ngục đạo quỷ súc sanh nha. Cho nên á, mình coi mình sẽ đi vào chỗ nào, đi lên hay đi xuống. Từ ngay lúc còn sống này, chúng ta phải có những tư tưởng thanh cao. Và những cái tư tưởng mà nó nhỏ nhoi ích kỷ thì đi xuống. Mà tư tưởng mở rộng tâm hồn là tư tưởng đi lên. Nha. Đó là những cái mà tụi con thấy. Thầy sư phụ bây giờ đó, nói thật ra đó, tuổi cũng già thì cũng giống như Đức Phật, cũng thấy già và cũng sẽ chết. Cho nên á, những năm tới chưa chắc sư phụ lại còn có đủ sức để mà điều hành những pháp hội sông pha rồi. Sau pháp hội này thì còn phải đi đám hội niệm liên tục như vậy, nó sẽ bào mòn sức khỏe. Cho nên tụi con nhớ phải học tất cả những cái gì, những lời nói của sư phụ, rồi những cái cách hành trì Phật Trạch Tôn Thắng này, để sau này tụi con tự cứu tụi con. Ích lợi là tự cứu tụi con và cứu cho cha mẹ tụi con và cứu cho
và tất cả sau khi sư phụ đi vào sanh tử rồi đó, thì một người như con Hồng Đức, một người như Tuệ Minh không dám đứng ra làm cái chuyện vô qua đâu. Nhưng mà nguyên lúc đó ba cái làng này có một người qua đời, dư sức lên mạng gọi bây giờ tất cả các huynh đệ đã từng học với sự giáo dưỡng của sư phụ, những người xuất gia và những người tại gia cùng trong cái đạo tràng của hệ thống chùa Tổng Nguyên, dành cho chúng ta một tiếng đồng hồ để tụng Phật đảnh thủ lăng nghiêm, để tạo ra được 1080 biến quý vị cứu được, được không? Đó, cho đó là những cái gì mà thầy nói là đặt phá một. Phá này là cái phá đàn anh nè, để sau này đó thay mặt của sư phụ để mà giúp cho những người trong hệ thống này sẽ đi từ bỏ các tội ác mà về Tây Phương tịnh độ đó. Đó. Rồi thầy bữa nay sáng thầy nói một chút để tụi con hiểu, bây giờ dân sớm còn thiếu cái gì nữa không? À, khẩu nghiệp coi như là phá hoại hợp tăng, nó lỗi tiếng chúng. Thật ra đó, Phật cho quyền nói lỗi, nhưng mà cái ngài Bồ Tát, cái ngài Bồ Tát, bây giờ ở làng Di Đà, con Rô và con Ấn Độ đều có cái ngài Bồ Tát, đều có gọi điện thoại vào mỗi nửa tháng. À, hôm nay ngài Bồ Tát sư phụ Đức gọi lên, chiều nay sư phụ chứng minh. Rồi đó tôi mới gọi phone lên, tôi nói bữa nay trong làng có đủ chưa, có rồi, tôi hỏi rồi. Bữa nay thầy nó bình tâm trước thầy Tệ Nhân, ông lên ông xin tới đổi gì ạ? À? Con Tệ Nhân trong thời gian hai tuần qua con có làm gì sai trái, con không có thấy được cái lỗi con, nhờ đại chúng chỉ lỗi. Tôi nói lần thứ nhất có ai chỉ lỗi không? Không. Lần thứ hai, lần thứ ba không có. Kế đó từ từ cho tới hết người trong đàn không có gì hết á. Nhưng mà sau thời đó ra rồi lại gọi điện thoại cùng lên tôi. À, cho nói trước mặt thì không nói, mà lại thích nói sau lưng. Có chuyện đó đồng làm mình không? Phật cho nói, nhưng mà cho nói khi mà có mặt tứ chúng, nói để mà chị người ta xin. Cũng như lúc đó thầy Tệ Nhân, rồi cái người đi xin chỉ lỗi nó cũng làm bậy thôi, lại Phật xin chỉ lỗi mà ta chỉ rồi là giận, giận không? Giận. Tại là người ta không dám chỉ. Đó là những cái là phải sám hối. Phật biết hết đại chúng mà. Rồi còn có lỗi gì nữa không? Bị bán chánh pháp, thấy không? Bị bán chánh pháp là những người như ngày hôm qua đó. Cái vấn đề mà sàng lọc xá lợi này thầy đã nói báo bao nhiêu lần rồi. Cái này là tôi không dính líu gì trong vấn đề mà thằng Rôi á, tệ lạ hết á. Nó chết hoạch tử, nhưng mà lúc mà chết rồi làm đám á, tự nhiên nó nhập vào cô nó và nó nói những câu và nó bắt những cái ấn. Và mình thấy những lời nói đó không phải là lời nói của đứa trẻ, phải không quý vị? Lời nói của một vị Bồ Tát, thấy không? Nhưng mà nỗi sầu, nỗi khổ của gia đình này quá nhiều. Thì thấy nó tự nhiên độ được mẹ, thôi giờ không đi chùa, bà quải không bao giờ xét nghiệm, bây giờ thiện cái làm công quả, thì độ được cậu mở, thì đó là một vị Bồ Tát chứ còn cái gì, phải không? Mà nó ra đi, nó rửa cho lúc mà ba má nó không có mặt, nó đi vô nhà cậu, chứ nếu mà nó có mặt ở đó, thì ba má níu chéo rồi, vừa đứt thở cái là đang quanh quanh du dịch nó đi được không? Nó đi không được rồi, cái trở cái cơ hội họ rồi, cái là sao? Cứ vợ nói giọng, nói giỏi, phải không? Là coi như họ mấy chục năm sau họ chưa chắc họ trở lại được cái gì mà từ đâu đến. Cho nên đó, thầy nói làm sao thôi, sao biết nó về cõi nào, tôi mới thì kinh nói 6 duyên lục dục giới, 18 duyên là sắc giới, 12 duyên mà 12 màu khác nhau, đó là thanh văn và duyên giác. 6 duyên lớn là lục độ ba la mật, 10 cộng với 18 duyên là sắc giới, cộng với 6 duyên là dục giới. Xá lợi của một vị Bồ Tát là phải là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, phải không? Nhưng mà rồi này nó chỉ từ cõi đời của Phạm Thiên. Phạm là cái gì? Phạm hạnh. Cái cõi trời đó họ tu thanh tịnh, họ không có vợ có chồng, làm sao biết nó phạm hạnh? Giờ nhìn cái nhân đó coi, đứa trai 21 tuổi mà chưa biết yêu phạm hạnh không? Phạm hạnh. Thấy xá lợi của người phạm hạnh nó khác không? Thấy hiểu không? Là nó không có tạm. Có người nói sao, tại sao không? Mấy bà già xá lợi đủ màu đủ loại mà sao rồi nó có một loại? Tại vì người ta là tu phạm hạnh, thấy không? À, cũng như cái nhà giáo ta kêu là nhà mô phạm, phải không quý vị? Ở chữ phạm này không thể là phạm lỗi đâu,
thấy không? Kêu là nhà mô phạm, tức là một cái nhà đạo đức, thấy không? Cho nên quý vị thấy là trong pháp hội của Đức Phật lúc đó có Đại Phạm Thiên Dương, rồi trong kinh Pháp Hoa là các ông trời Đại Phạm Thiên Dương đi tìm cái ánh sáng của Đức Phật đang ra đời hay là trời Đại Đức ra đời. Cho nên cái người đó là cái người chuyên môn, rồi Đức Phật xuống đây, Đức Phật rồi nhập diệt cũng là các trời Phạm Thiên Dương xuống đi sinh. Cho cái người này là cái người giúp Đức Phật hoàn pháp xuống đây họ độ cái gia đình của bà họ. Họ biết những người này. Và cái ông ba của Roy đó, ông này cũng là một vị tăng. Ông này là một vị tăng mà ông có những giấc mơ, ông nói chuyện riêng với thầy. Mơ mà ông nói riêng được cái gì, ông sau này ông cũng sẽ tu đó. Phải không? Nó nhìn, nó biết được những cái tiền kiếp của nó với thầy luôn. Nó có những cái bài cái gì được, không nhìn nói được, thầy cũng biết nữa. Phải không? Cho nên rồi đó, thấy vậy cái nó ông thông lai nó 18 viên, cái rồi giờ cái ông đặt xin lỗi, tôi đâu có nói 18 viên, tôi chỉ nói những trường hợp đó. Rồi nghe sao phỉ báng, mình không tin địa chỉ của mình, nhưng mà mình muốn kêu khác, nếu kéo người khác cùng thông tin. À quý vị, ở trong này có nhiều người họ đã ghét thầy thông lai vì cái cách thầy vô thầy cái chiêu môn là sức thuyết thuốc và nặng cái cội. Đi các ông thầy khác làm sao? Các ông thầy khác chỉ nhìn vào cái bì thư, nhìn vào cái mẹt si đì để mà cưng như trứng hứng như hoa. Hồi sư phụ ở đây điệu phú cũng không nghĩa lý gì, sư phụ hỏi thầy để hiện biết điệu phú từng quy với chân sư phụ năn nỉ không tha, nhưng mà bằng phú thì tha. À, chính ông này thấy mà tôi nói đây có thầy để hiện chứng kiến mà có dự khai chứng kiến luôn kiệt á điệu phú. Rồi bây giờ đó có một cái bà già tôi đưa giấy tờ trong này có thể đứt được coi thì hỏi coi thầy để hiện coi nè. Phải không? Giấy tờ là họ làm quýt lem đó, cho luôn bản đồ, tài tổ luôn, cả cái mặt xeo luôn, 10 triệu đô la ở San Diego, cách đây một năm. Nhà có hồ, có đầy đủ hết. Mà cái giấy thế nó để 10 triệu đô la, chứ thật sự không phải là 10 triệu. Ví dụ nó đóng thế cái nhà quý vị 500 ngàn, nhưng mà cái nhà quý vị bán thể trên triệu. Không nhận đó, có ông thầy nào từ chối 10 triệu đô la không quý vị? Có, ông Thích Thông Lai này nè. Thầy bức ông mới nói cũng qua chuyện hỏi nó thầy để đi liền đi để bà đổi ý. Tôi nói sao mày ngu quá vậy, điện thoại nói sao thầy ơi, cái làng con rô mình, cái làng Indo mình nó nóng quá, bây giờ mình lấy cái đó nghe cái rồi cái mình đưa hết mấy bà này xuống, thấy không? Tôi nói rồi đó, cái làng Di Đà Indo này là nó được thành lập bởi 3.000 bà già nghèo khổ đóng 50.000 trở thành một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh từ một cái dùng xì ke ma tí. Vì cái làng Indo họ tu mua triệu cái gì thế nó rẻ không cái gì, kinh khủng lắm. Rồi bỏ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, rồi bây giờ mình trọng nhà giàu mình khinh nhà nghèo hả? Bây giờ đó, tất cả những cái đồng tiền họ trúng vô cho nên thành lập Indo, bây giờ mình bỏ hết mình theo một cái bà già triệu phú để mình cho một mình bà hưởng phúc, cái chuyện đó không có đâu, phải không cái gì? Cái tài sản là sao? Rồi bây giờ ai được cái thiện nói nó đâu được đâu, mình cho người xuống ở chia hai nơi tôi đấy, ai xuống ở San Diego ở chợ kế cái bờ hồ trong những building sang trọng và ai ở lại cái vùng sa mạc khô cằn sỏi đá, nó giải ra sư phụ tức nó mày đưa ý kiến thì mày chọn đi, mày dám chọn không? Bây giờ chọn với bà già bà bắt con cho bà nào xuống đây, cái bà nào mày cũng kêu má hết mà. Thấy nó tạo ra phá vỡ hợp tâm không? Hả? Khi mà nó có một cái tốt rồi, ai ai có chịu ở Indo không? Ai có chịu ở chỗ mà nóng 105 độ không? Mà ai sẽ được về đó thì sẽ tạo ra hai cái loại là đệ tử ruột và đệ tử ghẻ. Vô tình đó, thì hội nó trở thành nó là phá vỡ hợp tâm. Cũng thấy rõ. Hả? Đương nhiên cái vùng San Diego mà trong đó nó có cái hồ tới nơi có cano đi ra biển nữa. Hả? Làm sao? Mình phải nhìn được, nhìn cái đó. Tiếc là tiếc nhưng mà nhận rồi, rồi cái bà chủ mới cúng 10 triệu đô la cho sư phụ. Bà vô bà có cái ngã không cái gì? Hả? Bà muốn làm gì làm, ông là phải để tôi nha. Hả? À, rồi cái gì cũng phải có ý kiến tôi hết. Nhưng mà bà có con không cái gì?
có con. 10 triệu đô la nó túng cho mình trở thành kẻ thù của những đứa con đó. Rồi nó vô tới nơi, nó đi nghênh ngang, nói nó không nghe. Rồi quý vị bắt đầu nó là thầy trọng nhà giàu, kinh nhà nghèo, nó có dạy được con không nghe nữa đâu. Thôi, cứ ở Indo đi, thấy không? Để như vậy đó, khổ căng vậy đó, nhưng mà nó hay hơn. Còn về San Diego, lúc đó mà tôi có cơ sở đó rồi, người ta đến tu rất là nhiều. Xin vô làng rất là nhiều, thấy không? Tại vì chỗ đó khí hậu quá tốt mà, thấy không? Thành ra, nhưng mà rất nhiều rồi đó. Đến vì cái lòng tham chứ không phải đến vì cái tu. Ở Indo coi như nắng cháy da người vậy, nhưng mà rồi nó tạo ra những ông Phật trong tương lai. Hãy còn quý vị. Thì tôi nói hơi nhiều ha. Đó là dạy đó. Bây giờ rồi. Vậy. Thật ra sáng về đang tụng Lăng Nghiêm đó. Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm hả? Ý nghiệp hả? Cái ý nghiệp á, vậy vậy tụng Lăng Nghiêm đủ ngày đi ha. Sát sanh á, thật ra đó là cái chưa hiểu đạo là phạm sát sanh. Nhưng mà hiểu đạo là cái tội sát sanh ít ai phạm. Thế giới sát vậy đó, chưa hiểu đạo thì phạm rất nhiều. Nhưng mà hiểu đạo là không ai dám giết hết, trừ trường hợp là ngộ sát. Đúng không? À, nhưng mà sát sanh, cái giấy trộm á, không hiểu là sẽ có. Có trộm nhiều lắm, mặc dù tu rồi vẫn trộm như thường. À, thầy ơi thầy, à, con từ ngày hiểu đạo rồi cũng tu nhiều lắm, tu sao không? Con đi làm đó, cái con bỏ cái hết thôi đó, thầy có nghe pháp thầy đó. Nó dễ dữ, làm vợ dữ con. Dạ, hồi đó thì mi đi mông quê có 90 đồng, bây giờ dưới đó giờ mi đương quê lên được 16 đồng, mà tại vì con làm lâu rồi được 20 mấy đồng, giờ rất là giỏi ha. Như vậy là ngày con làm mấy tiếng, bây giờ 8 tiếng, nhưng mà con làm thực sự cho cái giúp đó là bao nhiêu? Bây giờ công việc đó khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng, con nghe pháp thầy hết, trộm không? Cái người chủ hãng đó, họ trả lương cho mình mà mình cứ bỏ cái headphone vô mình nghe, phải không? Mình thấy là xin lắm, nhưng mà đó là trộm cái tài sản con không ai thấy. Rồi sao? Nhiều cái trộm cái gì đó. Con trộm nhiều lắm. Tụi con bây giờ trộm thứ nhất á, là tụi con á, không có bệnh. Rồi á, lúc đó mình là ăn được cái tiền bệnh là do cái gì? Khai thêm. Có không? Chứ nếu khai thật á, thì không có hưởng tiền bệnh đâu. Rồi á, ví dụ gian dối nhất là nhà housing. Người Mỹ người ta đẻ ra, người ta ở đây mà ta ngủ về đường, tại vì người ta không biết gian dối. Người Việt Nam mình ấy, gian dối giỏi. Cho nên người Việt mình không có người nào ở housing đâu mà còn có nhà cho thuê, có không? Rồi có nhiều người nhà con cháu dư rồi đó mà vẫn kiếm cái nhà housing đó để chi? Để dành hỏi dành con. Tôi này tôi hiền là tôi không nói tên ở tại xe cầu này, thì tôi thì tử cũng gọi là đại trưởng lão đấy con. À, sao mà không trả cái nhà học sinh nó đi, con ở nhà với con trai con rồi mà có thầy để dành cúng dường cho quý thầy mà lâu lâu có chỗ ở, quý thầy vô nó lạnh búa không? Không có ở. Nhưng mà tất cả các thầy nào mà đi du quá là bảo mời vô đó ở hết để cúng dường. Cái đó tiền của bà là tiền của chính phủ. Tiền chính phủ đó trộm đó. Thấy không? Trộm. Thấy không? Cho nên á. Cho nên quý vị ơi. Rồi á. Ở trong nhà bếp cũng vậy. Nó có tội đó. Cái tội này. Người ta cúng vô cái quỹ tam bảo. Là ta cúng cho đại chúng. Chứ không phải cúng cho mình. Rồi mình vô đó mình được phân là sư cô ông thầy coi cái nhà bếp đó. Mình tưởng là mình là cái người ban ân ban huệ. Không hết với Phật tử. Đủ thứ chuyện á. Cái đó là địa đọa địa ngục. Nhớ kỹ nha. Mình nên nhớ rằng tài sản đó là của tam bảo chứ không phải là của mình. Nhớ kỹ vậy đó. Rồi những người làm trong cái ban đại diện của thầy hay là những người điều hành cái làng, nhớ kỹ. Cái làng này không phải là mồ hôi nước mắt của mình lập ra. Mình được bầu làm là trưởng tri sự, tri khố, làm thủ quỹ, mình làm coi như phó trụ trì, rồi mình nghênh ngang người ta đó,
hà tiện từ đồng từ cát người ta đưa vô để cho người ta có cái đạo tràng xây cái tiền này của ai? Của đại chúng. Rồi người ta vô đây đó, người ta bỏ con, bỏ cái, bỏ cả chồng để vô ở trong những cái căn phòng, người ta có những căn nhà 2-3 ngày sẽ phải có cái vậy. Ta là bà nội bà ngoại vô đây đỡ một cái phòng có 200-300. Rồi mình đó, mình tưởng này là của mình nói nặng, nói nhẹ, cái bà này là biến, cái bà kia là chia. Đó là đò địa ngục. Thấy rõ không? Thấy không? Rõ ràng. Cho nên á, cái gì phải nhìn được cái đó. Ai? Vì ai mà có cái này? Đại chúng. Vì ai mà có cái làng Indo? Đại chúng. Vì ai mà có làng Indo? Đại chúng. Không của Thích Thông Lai. Không của Hồng Đức. Không có Tệ Quán. Không có Tệ Minh gì hết. Nhìn được cái đó, chúng ta chỉ là những cái người trả ơn Phật. Vì mình lợi dụng kinh Phật, lợi dụng cái màu áo của ông Phật, lợi dụng những cái gì mà Đức Phật có, người ta kính Phật cho nên người ta trọng tăng, rồi người ta đưa tiền đổ vô cho mình, ta nghe lời mình, hay hồi xưa nghe lời Thích Thông Lai vô đây để mà lo đoạn cuối cuộc đời, mà vô đây không phải để cho mình nói hành, nói tội, mình chưa tới cái tuổi 70-80, cho nên mình cái bà này làm biến, cái bà đi xin, không có được nói cái đó. Thích Thông Lai không dám nói, tụi con không có tư cách gì mà tụi con nói. Đúng không quý vị? Có khi nào mà tôi dám ngồi cái ghế của cái trường Phật không? Ghế trụ trì tôi không dám ngồi tay đi. Mình là ai? À, mình được người ta đóng góp tiền bạc tạo nên đạo tràng. Rồi trong nhà bếp cũng vậy nữa. À, không có cái chuyện mà mình muốn cho ăn cái gì cho ăn. Mình ăn theo cái khẩu vị của mình tập 7 rồi. Thấy không? Mình phục vụ chúng sanh. Cho nên từ đó mà khi tôi nói cái này rồi đó. Thì tụi con vô gặp tăng ni của thầy. Tôi hỏi, xin hỏi cô là ai? Ai là chủ cái này? Chúng tôi đó. Đừng có làm. Cho nên tụi con thấy đó là đối với mình mà tất cả các hệ thống chùa chiền ở trên thế giới họ không dám nói cái này đâu. Phải không quý vị? Tôi nói thẳng như cái này để cho đệ tử của tôi biết mà tránh ba đường ác. Không phải của mình, của đại chúng hết. Rồi cái chuyện mà từ nay đó tôi nói chuyện tôi cấm tuyệt đối cúng trai tăng. Mà cúng trai tăng kiểu này là tôi chịu. Tất cả những người nào vô tu đi ba ngày đều là những người là tăng hết. Tăng là cái gì? Làm cho chúng sanh tăng trưởng cái niềm tin. Ai mà làm cho, cũng như bây giờ vợ của Đức Lâm đó, mà nó cạo đầu rồi tụi con nể nó không? Nể lắm. Và nó làm cho tụi con tăng trưởng cái niềm tin với Tam Bảo. Cũng nó. Bây giờ tự nhiên trong chùa mình đó, 20 mấy tăng ni, người thì phải đưa đón, người thì phải coi nhà bếp, người thì phải coi hương đăng, người thì phải coi cúng dâm, người thì phải coi cúng linh, người phải cúng cô hồn. Rồi bày ra cái trại tăng đó là phải dọn một cái bàn riêng. Phải không? Rồi những người đó đang làm việc cho các pháp hội là phải đắp y lên ngồi nghiêm đó. Rồi á, một cái nhóm Phật tử họ cũng là cái tài sản này là của họ. Đứng láo nháo. Rồi thay vì ăn á, đừng có trại tăng á thì tò ăn sao thầy ăn vậy. Rất là lục hòa. Bây giờ có trai tăng rồi, thay vì những người này đã phải phục vụ chúng sanh, bắt chúng sanh phục vụ ngồi trên, hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ, rồi dân báo thư, dân đủ thức, mặc dù báo thư đó tôi đều bắt nộp hết, tôi nghĩ nhưng mà nó tạo ra một cái hình ảnh là có hai cái giai cấp. Đức Phật không có tạo giai cấp, mà đệ tử của Phật tạo ra giai cấp. Cho nên những người mà muốn cúng trai tăng không nói cái này là tội hết. Thay như vậy để bình thường đi, Hồng Đức cũng đi chạy chuyện của Hồng Đức, phải không? Tệ Nhân chạy chuyện của Tệ Nhân, Hồng Giác chạy chuyện Tệ Giác, lúc đó bao nhiêu người đang thiếu mà kéo ngồi lên cái bàn, rồi nội đó mà gom lại đủ mấy chục anh em ngồi đó là mất hết thời gian tụng kinh niệm Phật rồi. Phật tử dưới đứng ngáo ngáo tại ăn chưa xong này kia, mà nhìn thấy tự nhiên có một giai cấp ngồi trên ngồi trước, nhưng mà thật sự cái tuổi ngồi trên ngồi trước này không có bỏ đồng bạc nữa. Thấy cái điểm đó không? Ta ai dám nói như vậy không? Chỉ có Thông Lai mới dám nói cái đó.
trời ơi, mình thấy rõ ràng lắm rồi. Nó làm cho thay vì để thời gian đó tôi có thời gian dập hết, mỗi lần mà tôi nghe nói trời tâm là tôi đầu rồi. Tôi quý thầy thời gian đâu, ông đang mặc đồ cũng không có thùng rác, mặc y vô mà kiếm cái là chờ bà này bà kia ông chạy niệm là kêu gom là mất hết bao nhiêu rồi, thấy không? Rồi mình thấy là bây giờ muốn trời tâm tại sao? Đức Phật là phước đức nhiều không? Nhưng mà khi mà bà dì của Đức Phật mang một cái y màu vàng diền kim tiến tặng cho Phật, Phật nói tại sao mà không cúng cho đại chúng? Dạ con nghĩ cúng Như Lai phước nhiều nên thôi. Phật nói không, Phật là phước vô lượng nhưng mà phải nhờ đại chúng. A La Hán phước lớn không? Lớn, nhưng mà một mình ông một Kiền Liên cũng không cúng được, phải nhờ đại chúng. Cho nên nó trở Đức Phật mà cũng phải nhờ đại chúng, dù ông thần lực nhiệm màu mà cũng phải nhờ đại chúng, phải không? Thì như vậy trong này A La Hán có không? Không có. Phật không có thì cần phải nhờ đại chúng hơn mấy đứa mà ngu đòi cúng bát quan trai hay là cúng trai tăng. Ngu ơi là ngu. Hả? Muốn đánh đánh, không nói cũng đánh rồi. Trời ơi quý vị thấy ha, có người kia nó sao con vô, họ sao không đi chùa vậy? Trời ơi, sao không đi chùa nhà giàu thì mới vô chùa nhà nghèo? Trời ơi, vô đó cái chùa ha, mà họ làm bằng ma bồ hay gạch đó, mình vô mình phải lột cái giày. Còn chùa có thầy muốn đi đâu đi, hỏi sao nữa là sướng cái là cậu tiểu hư muốn đái chỗ nào ra có cây đái. Mấy chùa kia dám không? Rồi không đúng, đi mấy chùa kia nha, chùa mà càng lớn nha, Úc Châu chùa lớn không? À, Thiện Đạo đứng lên coi, Úc Châu có chùa lớn không? Lớn lắm, đẹp lắm. So với cái chùa thầy Thông Lai dồn ra thấy là coi như là quạt gió đẹp trăng. Dù gì á, mình chùa là không có tiền xây cái dách, có cái tấm mình mạnh thôi, thấy không? À, cây tức cây thông, chùa gì đó mà chánh điện giật, à, là nhà ăn cũng chánh điện. Hả? Vậy đó, nhưng mà nó thoải mái cuộc đời, thấy không? À, chùa kia lại đi vô là phải gặp ông thầy, đi khách rồi tiếp, thấy không? Vô thì dẫn lại một vòng, có không? Vô là chỉ này lại kia, rồi bắt đầu lại viết cái xế đưa, nay còn ăn, nay còn siêu, thấy không? Rồi chùa đó thì nhìn vô, dạ bữa nay con đến chùa xe đậu đâu nha con? Hỏi chi là, dạ xe con đậu đâu? Đậu đằng kia, thôi mới thì trong đó có mẹ xe đi, chỉ xe đó của con. Xe đó của con là sẽ gặp chủ trì. Yeah. Chùa có bị ai đi nè. Thầy dạy tụi con cách mình để được các chùa khác mà đóng á. Trước khi vô chùa mình liếc coi có cái mạc CD hay Tesla hay mà gì đó, mình vô mình đứng gần đó. Đứng gần đó cái kêu con gái cắt cái vỏ điện đi rồi chụp cái hình mang cái vỏ hiệu nhá. Yeah. Đi vô hỏi dạ. À, con đến đây đi bằng gì con? Dạ thầy là mình cho người con dùng xe con đó là con mới chụp hình, nhưng mà con đứng con sợ nó quẹt. Thầy được rồi con, không sao, thầy bảo đảm. Và vô là đón người cửa đưa vô tới đó đúng. Còn con chớ dại mà xách cái túi đi lông mà đi vô xuống gặp Hồng Giác. Còn con miếng rau, con có miếng gì trồng mớ rau hay là mớ trái cây mà hái vô cái ngày có quý không? Không quý đâu, thấy không? À, tụi con nên nhớ vậy đó, thấy không? Nhưng mà thầy dạy cho có một cách là diễn tiếp mình đàng hoàng, thấy không? Là tôi chỉ rồi mình quớt. Nghe Lăng Nghiêm này hay không? Khai đàn đó cái gì? À, coi như tôi hỏi bây giờ con đến chùa đó đó, con lấy một cái chỗ mà cái tiệm Home Depot phải không, mà con tìm được món hàng con ưng ý thì con mới mua, có không cái gì? Rồi con mới ký check, con trả hoặc là đưa Rika để sạc, có không? Mà con vô cái cửa hàng đó tìm món đồ không vừa ý được con, thì con có trả tiền không?
đó là cái người ngu. Thằng nào mà không vừa ý mà trả tiền là thằng đó thằng ngu. Không, đi ra khỏi hôm đi vô muốn mua cái gì là đúng, mình mới có mua tiền tao với cháu mốt. Thầy nói tụi con đến cái chùa đó họ chỉ nói con ở bỏ đôi dép ở ngoài đậu cái xe chỗ kia, rồi đi nhà nghèo thì đi xuống dưới gặp nhà bếp, rồi họ quý những cái người mà giàu họ coi mình nghèo không có gì hết á, thì con mình dẫn cúng. Nếu mà mình lại đó mình học được Phật pháp á, mình thì mở trí huệ nhiều á thì mình cúng nhiều, mở trí huệ cho ít. Nhưng mà cứ đem một cái bao thơ mà Phan viết chắc gì hết, phải không? Chỉ viết một tờ giấy, bữa nay con đi chùa con không nhận được cái gì cho nên con cúng không, đồng đạo hết. Nhưng mà bỏ vô đó mà bị trí huệ dày, vẫn được tết. Nhưng mà tại vì không có dạy gì hết á, phải không? Không dạy gì hết, cũng cúng vậy đó, nhưng mà cúng bị thư không có tiền. Chùa Đài Loan. Phan, bữa nay mới là Phật rảnh thủ lâm nghiêm đó. Dạ, bạn con mới dắt tụi con đi, giống như là nó dắt đi tham quan nước Cúc á, nó dắt con đi tới cái chùa Đài Loan rất là lớn. Thì khi vô đó các con thường thường con vô, con đi vô chánh điện là con chỉ thắp nhang lòng thôi chứ con không có thắp nhang, còn lại Phật thắp nhang vậy thôi. Bạn con nó thắp nhang, cái nó nói là phải trả tiền trước mới được thắp nhang. Cái bạn con, cái bạn con nó, ủa cái gì kỳ vậy, thắp cây nhang mà cũng phải trả tiền. Cái bạn con nó lỡ đó, bạn nó để tao thắp xong tao ra trả tiền, nó nói không, phải trả tiền trước. Rồi xong xuôi rồi đó, cái có cái bàn mà để giống như mình thắp đèn cầy để cầu nguyện cho cha mẹ đó, thì con á, con lợi con thấy ai cũng cấm mà con không biết là người ta lấy tiền, thì con lợi con lấy cái đèn cầy con đốt, cái họ biểu là trả tiền trước rồi mới lấy. Thì con hỏi nhiêu thì con á, lỗ tai con nghe là 18 đồng nhưng mà bạn con nó nghe là 80 đồng một cây đèn cầy. Thì con không biết, con nói để con thắp xong rồi con ra con trả tiền. Khi con ra trả tiền con đưa cái tờ giấy 100 đô á, mà thối con là có 20 à. Con nói ủa, cái này bao nhiêu? Nó nói 80 đồng. Cái con nói bạn, con còn nói bạn con á, sao mày không thắp đèn cho bác Tám đi? Tại vì con thương mẹ của nó giống như mẹ con này, bà thương con lắm. Cái nó nói là không, tao không có thắp đèn, mày thắp đi. Mà nó cũng không có nói con là nó nghe được 80, con thì con nghe 18 đồng mà nó là nghe 80. Khi con nghe con trả tiền con đưa 100, cái thối con lại có 20, con nói trời ơi, cây đèn cày 80 đồng là nó mày. Nó nói thì tao nghe là tao đâu có ấy đâu, tại mày muốn cúng rồi tao để cho mày cúng thôi. Tao nói tao thương mẹ tao nhưng mà cái cây đèn cày này 80 đồng tao thấy không có đúng. Tại vì Phật mình tới đây với tâm Phật chứ không phải mình tới đây mà người ta làm tiền kiểu này là không có đúng rồi. Nói ai gì ra Phật. Tụi con thấy Đức Bổn Sư mà thấy đệ tử của Ngài mà hành pháp kiểu này, Ngài khóc không có gì? Khóc ròng luôn. Thời Phật tại thế Du Ba Tư Nặc túng 10.000 ngọn đèn, nhưng mà tối nửa đêm gió thổi tắt hết, con bà già ăn mày đi xin được con miếng dầu mà đốt không tắt, có không? Cho nên á, ông Phật Dược Sư ông cũng rầu lắm. Tại vì cái đèn mà quay dược sư đó mà dán cái tên của ba má mình vô là có tiền không? Có tiền đó. Rồi á, Phật tử còn sống đó, thì dụ dỗ họ vô để lấy tiền. Khi họ đoạn cuối cuộc đời rồi đó thì đáng lẽ phải lo cho họ. Nửa đêm gọi tiếng muốn kêu và thượng lại để cầu siêu. Đi không? Không đi. Chưa chắc đã đi nữa. Thấy không chơi. Nhưng mà nói, có nhiều người nói thầy gọi nói ra đi. Thôi đi chờ đám ma đi, hòa thượng đi. Đám ma trễ rồi cái gì. Cho nên nó dụ dỗ người ta lúc người ta còn sống. Nhưng mà khi đoạn cuối cuộc đời rồi đó thì hầu như là dắt chanh bỏ giỏ. Rồi những cái xương cốt của họ đưa vô đó mà nếu không có cúng tiền là dục hay là để những cái chỗ mà không ra gì. Cái chùa khi ra được dục ra một đống đó. Có không cái gì? Đó là những cái là phá Phật với ai phá. Dạ, sư phụ nói cái điều này con nhớ là hồi đó mẹ con mất á, lúc mà mẹ con mất cái nhà thương nó chỉ nói là nó đưa ra nhà hoàng nó có một tiếng đồng hồ là đưa mẹ con đi thiêu thôi.
Thì ở lúc đó là con ở Cali, nhưng mà ở cái thành phố là Yukai, là gần cái chùa lớn, thiệt là lớn luôn á. Thì chùa đó là chùa của người Hoa, mà có một vị mà giống như là thông dịch á. Con tới là con nhờ mấy thầy quý cô ra tụng cho mẹ con hồi kinh để mà đưa mẹ con đi thiêu. Thì họ nói là phải báo trước 2-3 tuần. Bây giờ vậy là không có đi được. Chết phải báo trước. Con nói chết làm sao mà biết quý thầy. Thì đó, con nói nếu mà mẹ con chết mà mẹ con biết ngày ra đi thì con đâu có cần đâu. Bây giờ mẹ con mất mà con cần tới tụng hồi kinh mà họ không tới. Con cúng dường rồi các chị, con nói thôi bây giờ lấy tiền lại. Con nói không, mình cúng dường cho Tam Bảo là Tam Bảo, chứ mình không có lấy lại thì người ta đi không đi là cái đó tùy cái lòng ta thôi. Bây giờ lúc đó tụi con không có biết tụng kinh, không có biết gì hết. Con chỉ nhớ mẹ con nói là nửa mẹ chết đó, là tụi con đừng có khóc mà gán đứng niệm Phật. Thì con mở cái băng kinh mà mẹ con hay nghe đó, rồi mở cái niệm Phật, rồi tụi con tự đeo khăn tang tự quỳ lại, không có người nào tới hết. Cho nên khi mà người mặt pháp này đó, việc cộng đánh Phật pháp không sao hết, quải đạo đánh không sao hết á, mà chính những cái con trùng sư tử nó mới hại con sư tử được, cũng không có gì đó. Đức Phật khóc, cho nên tụi con nhìn để chấn chỉnh đi, thấy không? Nhận như bây giờ Huệ Đạt á, dẫn hai đứa con vô chùa tu, rồi còn mới vô cái hiền lành lắm, tu một thời gian cái rồi cái có phước, cái rồi phụ thấy được cái sự cho cái chức vụ gì đó, rồi từ từ cái mình làm như là cái Tam Bảo này là của mình, mình có quyền ban phước và giáng quả, không có chuyện đó nha. Từ cái ban nào cũng vậy, trên cái ban hương đăng á là cũng tạo tội, trên dưới cái ban nhà bếp cũng tạo tội, rồi á quý thầy đó là coi như là quên hẳn lên á, là từ cái y, từ cái áo, từ tất cả cái gì cũng là do mình của Đà Nam kiếm thiếu hết. Cho nên nó nhìn con số mà bây giờ đó, tất cả những cái cơ sở cái sư phụ đó là nó bây giờ nó tính hàng chục triệu đô la luôn, đúng không quý vị? Nó đâu phải của sư phụ đâu, của Đức Phật rõ ràng lắm. Tại vì cái ngày mà sư phụ lại để mà nói chuyện đó là sư phụ dùng kinh Phật muốn lập làng Di Đà, là sư phụ và làm mượn cái phước của Đức Phật A Di Đà, tụi con mới đến cho thầy nói, thầy treo cái hình thầy lên thầy nói lại đây để là tôi ban phước giáng quả không? Không có. Ở trên đoạn nó có những cái ông mà cũng đứng lên ông xưng ông là minh sư, ông xưng ông là thượng đế, có không có gì? Trên mạng đó họ kêu tụi con cái đó không có bao nhiêu đó, chỉ có người ngu mới đến thôi. Nhưng mà tụi con nên nhớ là sư phụ nó trả ơn, tại vì á sư phụ thấy rằng người ta bây giờ đừng nói vậy, tụi con đi ngồi đây 3 ngày, nhưng mà 3 ngày đấy không phải là 3 ngày mà thành 4-5 ngày, rồi tới khi đi pháp hội tụi con cũng phải chạy đôn chạy đáo, nếu mình chủ tiệm kiếm người coi tiệm, nếu mình chủ nhà hàng kiếm người cho hàng, nếu mình là coi giữ con giữ cháu cũng phải dàn xếp làm sao con cháu nó vui vẻ, rồi mình cạo cái đầu đây đó không có dễ đâu, cạo đầu mặn xả mình cũng cằn nhằn phải gọi về xin phép, rồi ông sợ ông phỉ báng Tam Bảo, có không quý vị? Tôi không đủ nỗi niềm sầu nỗi khổ mà vô tới đây quý thầy quý cô mà không thương, rồi còn coi như là coi mình giống như là một cái giai cấp vô đây để mà phục vụ cho mấy ông thầy mấy sư cô đó, đồ quá là bị bạ luôn. Cho nên nó sư phụ nói thật những cái này để mà tụi con thấy, thấy không? Mình không có quyền gì hết đó. Mình chỉ là một cái người để mà làm chuyện, nên mình đã chửi cộng sản cho cố, nhưng mình chơi mình có giống cộng sản không, hay giai cấp không, thấy không? Đó, cho nên đó, rốt cuộc rồi đó thì không ai dám nói cái này hết. Không ai dám nói hết, thấy không? Không ai dám nói. Thì thứ nhất nói á, là từ đó Phật tử nó vô, nó biết vậy rồi đó, nó quật lại là mình mất quyền lợi. Nhưng mà họ sai rồi. Tôi càng nói như vậy đó, Phật tử họ càng kính Phật trọng tăng hơn. Đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng. Ở đây có người nói trời ơi thầy ở đây sao mà thầy, con lần đầu tiên con đi sao mà thầy không có biết buôn bán, chứ ở đây mà đông về buôn bán nhiều tiền. Vì tôi không buôn bán, tôi ở trong rừng tôi mới đông, chứ tôi buôn bán là tôi bán một tô con mì chay phở chay 5-10 đô, nhưng mà tôi không có lấy tiền hết, mà tôi không bán tụi nó cúng gấp 10 lần mà nó vui. Tụi con có đồng ý không?
có bán là có giá, mà không bán là vô giá. Vô giá. Cho nên đó là không có tin tưởng vào Tam Bảo, không có tin mình cứ tu đi là sẽ không có một cái đạo tràng nào tu mà mình để đói hết. Không có. Tôi chưa từng thấy cái chùa nào tu mà cái chùa đó. Rõ ràng trong mùa đại dịch các chùa đều rất mệt, mệt lắm cái gì. Nhưng mà ở cái hệ thống này nó tự động, Hồng Đức Covid rồi lúc vừa hết tiền có người gửi, thấy không? Vừa hết tiền, anh Hồng Đức, vừa mùa dịch vậy đó, hết tiền vậy đó, đó là có người ở trong này cái tụng Phật cảnh tông thắng tụng Lăng Nghiêm đó là có người gửi. Ê, tiền có chuyện của đại chúng hay tiền tôi đâu? Tiền tổ định gửi xuống công tiền đại chúng. Thầy tệ không cũng vậy, ông Hồng lắm. Thôi rồi, giờ con sợ có tiền gần hết rồi, tu đi. Tu để vài ngày cái tự nhiên có tiền gửi cho. Thật ra, cái vấn đề tụi con biết là thầy tin tiền tối dầu hết. Cho nên nó khi hiểu đạo rồi đó, nếu mà đi đúng như vậy, nó là chính pháp tiền tối. Cho nên á, cái gì thấy là chùa tội nghiệp đó, làm cái chỗ mà thờ hương linh chỉ có sư phụ là 4 inch, 6 inch, còn những cái chùa khác nhìn rồi cái thờ hình ai đi tìm ông nội bà nội mình thôi, tìm xong ra cái lé mắt luôn. Nhỏ xíu phải không? Tại vì có nhiều người họ nói thầy dạy quá, cái chùa kia ta làm vậy á, một ô vậy đó có nhiều tiền, thầy làm cái ô mất mẻ hết rồi, phải vậy đâu, tiền nào của đó. Tôi nói cho quý vị nghe, ở chỗ của tôi á, cúng là phải người lớn nhất cúng linh, nhưng mà các chùa khác á, chỗ mà cúng linh là đưa cho mấy cái bà Phật tử con hoặc là ông thầy nhỏ hạ nhất cúng, bảo đảm cái gì luôn á. Cái chỗ cúng linh là cái người mà tệ nhất nó mới cúng, Phật tử cúng luôn. Và bây giờ có những cái chùa ở Cali nó điện thoại nó giờ họ đặt máy cúng luôn. Thiệt đó, tôi không biết, nhưng mà thì hỏi nó nói, sư phụ mình chơi cái đó buồn lẽ, sư phụ cho nó mày muốn phá chùa. Nó dễ lắm mà. Hỏi nói, có người thích của Hồng Đức tụng đó, thì nói ok, rồi là sao Hồng Đức cũng bận đưa đón mấy bà đi bên dưới. Thâu một cái thép của Hồng Đức, hả, cái con design cứ xúc ve, cái bỏ Hồng Đức lên, cái thấy cái Đức tụng 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 đó. Hả? Không an toàn. chùa mà bây giờ đó là họ cúng để máy luôn đó quý vị, để máy luôn đập lên đi tới cái mức vậy đó. Còn sư phụ á là rất là trọng những hương linh, cái tâm lý người sống sao tụi con á, lúc nào đó cũng đều thích sư phụ là cái người đứng đầu hệ thống này tụng kinh hết, đúng không quý vị? Thì lúc chết sao cũng muốn sư phụ thôi, phải không? Cho nên á, mà bây giờ mình làm ngược cái đó là sao, các hương linh họ buồn, họ có hộ không, không hộ, họ có thần thông nhưng mà họ lại không có cái phước để mà nghe kinh tụng kinh nhờ cái lực của mình và cái tâm lực của mình. Cho nên từ nay tụi con nhớ là sao, khi thầy có đi vào sanh tử thì tụi con cũng phải lựa cái người mà đứng đầu có đức hạnh nhất trong cái hệ thống đó thì họ mới ăn được. Tâm lý rất là đơn giản, thấy không? Bây giờ đó là thầy cử tụi con mời lại để cầu siêu cho ba má hộ niệm, mà thầy cử một người nào vô thầy cử thầy Tệ Hỷ thì họ biết Tệ Hỷ lại đó để mà cầm chân, không cầm chân đi giữ, cũng như là lúc mà ra chiến trường á, giữa cái con đường sanh và tử, chúng ta có quan gia trái chủ không quý vị? Quan gia tức là giặc những cái nợ nần mà chúng ta gieo chỉnh lợi nó đánh. Cho nên khi ba má quý vị ở đoạn cuối cuộc đời bắt đầu thấy người âm, thấy những cảnh này cảnh kia, hoặc là tối thấy người này kia, đó là quan gia nó chờ, đúng không quý vị? Đó, đây rõ ràng nè, con đứng lên nói nè, đứng lên con, à New York con á, đó má nó gần chết rồi, gọi điện thoại nói là má con thấy người âm, con đưa cho cái, rồi con giải quyết, thì hướng dẫn tôi giao duyên đi, rồi làm tới gì rồi má con vừa khỏe lại, con nói cho người ta nghe, má con đừng cuối cuộc đời sao? Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa sư phụ và tất cả đại chúng. Cái trường hợp của má con thì cũng đã lớn tuổi rồi,
đau bệnh nhiều năm rồi, nhưng mà thường trước giờ thì má con cũng khỏe, ăn được ngày ta bữa rồi cũng bình thường. Nhưng cái thời xa gian sau này, mới vừa sau Covid đó, thì con nghe bên nhà gọi qua nói là má con yếu nhiều, tối khi nằm thấy những cái hiện tượng xấu, rồi người âm về, rồi bà con, rồi ông bà ngoại, rồi gì đó. Thấy những người đã mất Dạ, những về. người đã mất đó. Rồi những cái xấu lắm, giống như là chó mèo kêu hay là mấy đứa nhỏ thì vậy đó, đứng kêu réo rồi má con khóc ra tới giờ đầu mấy đứa nhỏ này nọ. Rồi lúc cha ăn thì không muốn ăn, cứ đánh rồi ra chửi mấy đứa em con đó. Thì con thấy những trường hợp đó là con thấy là má con xuống, thần thức xuống thấp yếu rồi, con rất là lo. Con nói rồi mấy đứa em nó nói chắc lẽ má cũng thiếu nhiều rồi, em kêu người bác sĩ rồi tới người tới tìm nước bị kiến, rồi cho những cái gì mà để giữ cái dinh dưỡng, cái sức khỏe, tại không chịu ăn nữa. Thì con nói thôi được rồi, con tranh thủ con sẽ về, tại vì con không có muốn mà đoạn cuối con không gặp. Con mới tôi qua chị Diệu Thiện, là chị Diệu Thiện ở bên làng con rồi cái sự đó, thì chị mới nói thì giờ về đi, nhưng mà được gửi cái sớ cầu biết tên thì mình sẽ nói trong đại chúng cầu an cho đại chúng ở bên làng con rồi mỗi ngày cũng xin cầu an cho bà cụ. Còn thì con mới nói nhưng mà em sợ em bây giờ em về thì em không có kịp gặp, nếu như là xuống còn thức gì sợ là đi từ từ rồi sẽ ra đi. Mà chị mới nói nếu vậy thì tranh thủ về đi, nhưng mà con mới nói em muốn về bây giờ em muốn có giống như là gieo cái duyên cho má em đã còn để đến lúc em về em gặp được, sợ về không gặp. Chị nói thì giờ sư phụ sắp qua có pháp con pháp hội nè, thì giờ để sư phụ qua xưa sư phụ xin gieo duyên đi, thì con mới nhờ chị ghi tên rồi sẵn xong đến lúc này sư phụ qua thì con mới thưa với sư phụ cho con gieo duyên 100 ngày. Sư phụ hỏi thì con nói con xin gieo duyên 100 ngày để cho hồi hướng cho má con, nếu mà thọ mạng còn đó thì bà còn khỏe mạnh lại, mà nếu mà thọ mạng hết thì ba ra đi một cách bình an nhẹ nhàng. Thì con sư phụ đã nhớ gieo duyên cho con, và sư phụ nói cho con rất là rõ là nếu mà muốn mà bà khỏe mà bà thì con phải ráng giữ giới, mình nhớ nằm đất không có được nằm giường cao chiếu rộng, nhớ như còn nhớ cái dĩa băng cũng còn nó có ghi đó. Thì con cũng mô Phật và con làm theo như lời của sư phụ. Thì khi mà con làm đúng vậy thì con bút vé rồi xong con đi về thì con những hiện tượng đó vẫn còn xảy ra, và con vẫn hành trì là tụng kinh Địa Tạng, tụng Lăng Nghiêm, rồi con sám hối cho bà, làm những cái gì sư phụ hồi giờ đã dạy đó thì con cũng làm y vậy. Thì con thấy hiện tượng bà cũng giảm rất là ít chứ không có nhiều, thì con cũng nghĩ là chắc cũng cũng bà cũng không có còn thọ mạng lâu nữa. Thì con cũng thăm bà được thời gian rồi con cũng năn nỉ không về bên lỗ tai bà cũng nói là phải niệm Phật để mà lúc ra đi được nhớ đến Phật thôi. Thì con cũng chỉ làm được những gì trong khả năng con làm. Thì khi con đi về lại bên này á thì mỗi ngày con gọi về để mà con theo dõi á, thì bên nhà nói giờ má mới đỡ hơn nhiều rồi, và cho bà ăn lại, bà không có còn khóc ra đánh chửi gì nữa mà thấy đỡ đỡ rồi. Con có theo dõi liên tục thì mới thời gian gần đây nữa thì nói là bà ở lại bình thường khỏe hơn, để đưa bà ra trước ẩm mà ra lên ghế ra trước nhà ngồi được rồi, mắt mới nhìn trở lại bình thường rồi, và ăn uống ngày cũng 3 bữa không có la không nói không chửi gì hết đó. Thì là sự việc con cũng mới trình bày và thưa với sư phụ vừa rồi đó, trường hợp của má con. Đó đó là vợ Đức Lâm nên nghe, đó là đánh lễ về lo đám ma đó, rồi tu mà nhất là giữ giới. Con á, nếu mà thương mẹ đó là ăn chay còn phải nằm đất nha, đó mình thực sự biết cái gì mẹ mình đó. Đó là những cái thì muốn nói để thì dạy cho con biết để mà tu. Và cái ông cảnh bên làng đó là cô Hồng Trụ thấy rõ nhất. Ông lúc mà ông ra thầy ba cái pháp hội trước đó, là ông khiêng lên để mà chào thầy lần cuối, thầy nói tu luôn đi nha, tu luôn, tu truyền 10 giới tu luôn, về bây giờ ngồi coi tivi được rồi, tỉnh bơ không cần đi vô cầu tự nhiên luôn, công đức xuất gia nó lớn lắm. Và ông cảnh bây giờ con thấy là tính ông chết rồi đó, bây giờ mở rồi bái rồi tự động đi vô cầu này kêu hết rồi, tu luôn đi. Tôi nói ông bây giờ nó còn gì nữa, 8 mấy rồi còn gì chuyện dâm dục nữa, tu luôn được không? Dạ tu luôn.
Cho nên đó, những người nào ở đoạn cuối cuộc đời mà khi sư phụ truyền giới tu luôn rồi, cái phước nó tăng liền. Ông Cảnh là coi như là ông đi vô ICU gần cái chục lần rồi, coi như là chuẩn bị tăng lễ cho ông cô. Nhưng mà bây giờ sau khi truyền giới tu luôn rồi đó, à, khỏe lại. Kinh khủng lắm tụi con. Tại vì cái người đó đoạn cuối cuộc đời đó, họ không biết bám víu vào đâu, giờ họ giữ giới đàng hoàng, cho nên là giết nha. Rồi bây giờ sáng giờ thì nói chuyện rồi đó, thì con vợ Đức Lâm lên đây sư phụ truyền giới cho con. Con lên đây thắp nhang thì truyền giới cho, lên lên ở chỗ này nè để thầy truyền giới cho, đốt cho nó ba cây nhang đi nha. Con luôn hả? Con gái cho bà ngoại rồi, tốt chưa? Con gái cũng cả rồi, tốt. Vậy đốt 6 cây rồi. Đức Lâm nằm mơ cũng không nghĩ được có ngày này, phải không con? Vì đại chúng yên lặng nghe thầy nói. Người quỳ ở trước Tam Bảo là Đoàn Phan Cát Tường, còn con tên gì? Nó tên gì? Lâm Jackson, cháu ngoại. Phát tâm xuất gia gieo duyên thọ 10 giới của Phật để hồi cái công đức này cho mẹ, cho bà ngoại là Phan Thị Hạnh, sinh ngày 1 tháng 6 1953, ung thư phổi thời kỳ thứ tư, thọ mạng ngắn ngủi. Quý vị biết ung thư phổi đi lẹ không quý vị? Rất là lẹ, cho nên không biết đưa vào phước lực nơi đâu để mà trả hiếu cho mẹ. Nếu mẹ con Phan Thị Hạnh thọ mạng còn, xin cho mẹ được bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Nếu mẹ con thọ mạng đã hết, xin cho mẹ xả báo an lành, được gặp thiện hữu tri thức, gặp thầy lành bản tốt, tự niệm, giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, lưu lại xá lợi để trả hiếu. Hôm nay thầy xin đại chúng trong Pháp Hội Phật Đảnh Tôn Thánh Đà La Ni có cái thời trì tụng bảy biến này, mọi người cho cụ một phần công đức, được không quý vị? Cho bà cụ Phan Thị Hạnh ung thư phổi thời kỳ thứ tư một phần công đức. Ở trong đây 240 người coi như tu Phật Đảnh Tôn Thánh, tu cả xuất gia giao duyên và tu Bát Quan Trai, bà cụ được 240 phần công đức của Phật Đảnh Tôn Thánh nha con. À, con tu mấy ngày vậy con? Con tính tu bao lâu? Càng lâu càng tốt, vỗ tay đi. Càng lâu càng tốt. Hồi tối thầy có nói với vợ của Đức Lâm là Đoàn Phan Cát Tường. Còn mẹ đó, mẹ có thể thay thế tất cả những cái gì mình mất mát. Mình bị mất nhà, mình bị mất cửa, mình bị mất xe, mình bị mất job, mình làm ăn thất bại. Nhưng mà còn mẹ vẫn thay thế được những cái gì mình đã mất, phải không quý vị? Nhưng mà nếu mình mất mẹ rồi, còn nhà cao, còn cửa rộng, còn xe sang, còn vợ đẹp, con xinh, còn chồng đẹp, còn business, những cái đó không thể thay thế được mẹ. Cho nên cái câu nói thầy không bao giờ biểu nó là con tu mấy ngày đi con tu tháng không. Hỏi nó càng lâu càng tốt. Mẹ ở đoạn cuối cuộc đời rồi, có vui gì mà ăn ở với chồng để cho nó không giữ được cái giới dâm dục. Con nghĩ sao? Mẹ mình sắp chết rồi, còn khoảng 4 tuần nữa chết. Mình có vui gì để cái làm chuyện dâm dục không có gì? Người nào làm chuyện dâm dục thì người đó giống như là loài thú rồi. Còn gì? Quý vị, thú nó mà không biết chuyện đó. Cho nên đó, tụi con ơi,
chỉ cần cái giữ giới là không có chuyện dâm dục với chồng. Còn Đức Lâm cũng vậy, con lên đây biểu rể mà, con cũng phải lên trong sớ không có dân nè, lên đây tu bao nhiêu ngày lên đây. Vợ nói càng lâu càng tốt, còn con nói càng sớm càng tốt, phải không? Tu bao nhiêu ngày càng lâu càng tốt đó. Có phải là ngày hôm qua kia con nói con hy vọng là vợ con nó đi đến đây mà máy bay xếp cancel luôn đó quý vị, tại vì nó đi mà nó chưa có hiểu, nó cũng không hiểu biết cái công đức xuất gia là gì hết, nhưng mà nó có chủng tử rất lớn, thành ra là Đức Lâm chỉ ao ước sao mà vợ con nó đến đây nó nghe pháp là được rồi, không có mơ. Mà nó cạo đầu là cái ước mơ là không bao giờ dám nghĩ, mà nó đắp y là cái đó là chuyện không dám nghĩ. Bây giờ nó nói cái câu là càng lâu càng tốt, phải không? Hồi xưa nó chưa hiểu đạo á, con tu á, nó nói anh cứ tu hoài là tôi sẽ ly dị anh á, phải không? Nhưng mà bây giờ nó nói càng lâu càng tốt, rồi ngày nào nó đòi tu luôn thì con tính làm sao? Lúc đó con vô con cái đăng đỉ đi lên hả? Rồi cho hai phòng. Cặp này thầy xin phép đại chúng nha, không phải chùa của thầy, chùa của đại chúng. Nếu mà cái cặp này sau này bà cụ sống lại đồ khỏe khắn rồi, tự động bây giờ nó thôi chán quá rồi, vợ rồi con bây giờ con thấy sòng bài cũng chán. Còn Đức Lâm nói bây giờ con thì con vẫn không có được quyết giúp dược sĩ nha không? Tại vì con mà quyết giúp dược sĩ tiền đâu mà thầy đóng bảo hiểm cho con. Rồi vẫn giữ giớp đó, thấy không? Chọn hai vợ chồng mỗi người hai căn phòng, thấy không? Giống như thầy Tệ Trang với cô Hồng Nghĩa vậy đó, thấy không? Nhưng mà ở thời gian nhớ quá là xin gần, cho hai cái phòng sát giống như Tệ Nhân với Hồng Nghĩa vậy đó. Thầy Tệ Nhân á, mới được hồi xưa ở xa lắm, bây giờ cô Hồng Nghĩa xin lại gần rồi, có không? Ông làm thấy gần chưa? Nhà hai người gần bao xa? Phòng anh phòng em cách nhau Phật Di Đà, đi xa mà gần thì gần mà xa. Phải cho ưu tiên vậy đó, con cháu đem vô hết, sư phụ nuôi, học ra đại học luôn, được chưa, hạnh phúc không? Và bây giờ đó nghe kỹ nè, bây giờ thầy hỏi hai đứa cùng nhận giới nha, nhận giới lại kì. Hồi xưa con tu là không phải tu cho mẹ vợ, bữa nay là tu cho mẹ vợ nè. Bữa nay tính lại nè, để chúng nghiêm trang trong cái pháp hội Phật đảnh tôn thánh Đà La Ni, hai đệ tử của con đang quỳ trước Tam Bảo phát nguyện xuất gia gieo duyên càng lâu càng tốt, không phải vì cầu giàu, không phải vì cầu đẹp, không phải cầu để mà mình được lên cõi trời hay là làm vua làm chúa, mà chỉ cầu cho mẹ là Phan Thị Hạnh sanh ngày 1 tháng 6 năm 1953 đang ung thư phổi thời kỳ thứ tư, được bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Hãy tính thầy chiếc chuông như vậy, tụi con nguyện từ đây cho tới ngày mà mẹ con hết bệnh á, tụi con không có giết con gì hết, giữ được không? Bên chùa, từ đây cho tới khi mẹ con hết bệnh, tụi con nguyện không có nghĩ tới cái chuyện mà lấy tiền bạc của ai, tức là tham lam trộm cắp tài sản của ai, giữ được không? Từ đây tới khi mẹ con hết bệnh, không có nghĩ tới cái chuyện dâm dục, tới khi nào bà hết bệnh rồi mới trở lại chuyện vợ chồng, được không? Giới thứ tư, từ đây cho tới khi mẹ hết bệnh, khỏe mạnh trở lại, giữ gìn cái khẩu nghiệp, nói chuyện nhẹ nhàng, lời nói của mình nói ra đem lợi ích cho chồng, đem lợi ích cho vợ, đem lợi ích cho đời, tôi có giữ cái miệng để cho mẹ được không? Được. Từ đây cho tới khi mẹ hết bệnh là không có uống rượu và các chất say, giữ được không? Giới thứ sáu, từ đây cho tới khi mẹ hết bệnh là tụi con phải không được nằm giường mà trải cái gì ở dưới cái thảm ngủ dưới đất, được không? Rồi giới thứ tám, thứ bảy, từ đây cho tới khi mẹ hết bệnh tụi con ăn chay và không có phung phí những cái đồ ăn thức uống, không có ăn một lửa rồi bỏ mà ăn
tiết kiệm hồi hướng cho mẹ, được không? Giới thứ bảy, từ đây tới khi mẹ hết bệnh, giới thứ tám là không có trang điểm nha, không có sức dầu thơm, không có son lotion, không có sấy tóc, được không? Dạ được, mà có tóc đầu sấy. Từ đây cho tới khi mẹ hết bệnh, không có karaoke, không có múa hát gì hết, được không? Từ đây tới khi mẹ hết bệnh, không nghĩ tới tiền bạc, mà nghĩ rằng mình có một người mẹ đang chờ cái sự tu hành của mình để sống thêm với con cháu thêm 5-10 năm nữa, nghe chưa? Rồi, quý vị cho họ một phần công đức được không? Rồi, nó thì tiền giới xong thấp ngang đi con. Thấp ngang đi. Nó đi gì thấy không đó? Cháu quại cũng được tiền, cháu quại thì nó tự nó phát tâm mà. Quý vị thấy nhân duyên á, hồi đó Đức Lâm Mơ cũng có chuyện này nữa, nó chuyển. Nó phiền chuyển bây giờ đố vợ mày bằng vợ Đức Lâm. Hồi đó chuyển chảnh lắm. Để anh dạy cho em. Chuyển hồi đó là thường an ủi Đức Lâm. Bây giờ chuyển hơn nhìn lại vợ mình ở đâu? Có đầu tròn ảo vuông chưa? Vợ mình có cạo đầu xuất gia lần nào chưa con? Từ nay phải là Đức Lâm là kêu đại sư huynh. Đừng có chảnh nữa. Trời đâu có biết được đâu tụi con thấy không? Trở tay cái là thấy xong rồi. Tụi con rồi tụi con thầy ở trước nữa cái thời kinh tới là thầy cầu nguyện cho mẹ con. Để tụi con lui về đi nhé. Tham. Quán đảnh cho mấy người ba hôm này trước. Lấy bật lên tụi con. Chuẩn bị quy xuất. Tiễn lên để thầy quán đảnh cho ba người này trước. Đừng có phân biệt. Tại vì bà cụ đang cần thì quán đảnh cho ba gì trước. Cái quán đảnh này là quy cái bài chú Phật đảnh của Đức Phật sẽ được thầy đóng dấu trên cái đỉnh đầu của con. Sau đó tụi con về cái tắm rửa bình thường nó phai, nhưng mà khi nó đã quán đảnh gì vậy rồi đó, tụi con mãi mãi luân hồi không bao giờ mà mang thân bào thai mà mang thân quá sanh tới được chư thiên. Cái đó là tụi con không phải là về Đức Phật Di Đà không, mà tụi con về muốn về cõi Phật nào cũng được. Thứ ba là tất cả những nghiệp chướng tạo từ vô thủy kể từ ngày hôm nay chấm dứt hết, đừng tạo nghiệp mới. Nợ cũ đã xóa, nợ mới đừng dai. Tức là người này đã làm lại cuộc đời hết. Thế nào trên đi? Có một tên đó. Có. Quán đảnh này đâu có gì đâu. Đừng có tắt để tự nhiên. Nãy giờ có tắt hả? Đừng tắt. Bây giờ sư phụ ưu tiên, tại vì con là thương mẹ nhất phải không? Dạ xin thưa thầy. Con thấy không, trong này con là cái người tự nhiên được quán đảnh trước hết, thấy không? Là tại vì thầy muốn cứu bà cụ nha. Dạ. Lại xuống đi con. Rồi Đức Lâm, là con nhớ đó, là tất cả những cái nghiệp mà ân quán của con bây giờ con chấm dứt, từ nay phải đối xử vợ càng quý trọng vợ hơn nữa, nghe không? Và những cái chuyện cũ đã hết rồi, không bây giờ nói nữa, nghe không? Con cho bà quại nhé, con tu bao nhiêu ngày, how many days? Cái này cũng là càng lâu càng tốt luôn. Trời ơi, chưa tìm thấy người nào mà càng lâu càng tốt. Chắc phải lựa chọn ba cái phòng ở dưới, mất ba cái phòng đất rồi. Ủa? Hả? Con bay về mấy giờ? Rồi, có cầu cái gì không? Rồi, mình ăn cho mẹ thầy gì bay về nha. Rồi còn có ai bay nữa không? Rồi. Ai là người chở người này ra phi trường? Ai là người chở? Chuyến bay còn mấy giờ? Ai là người chở thì tôi sẽ quán đảnh liền.
Rồi con đưa đầu đây. Ôi, kiếm giúp dễ quá. Rồi. Rồi nha, bây giờ sau cái này rồi, Diệu Định muốn gì vậy? Con đi lên đây nữa, con muốn cái gì? Đây đây đây, con muốn cái gì con nói cho cụ nghe. Rồi, nói cho rõ muốn gì đi. Con muốn cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Con xin sư phụ. Dạ. Hôm nay con có đôi điều mà con mang ở trong lòng từ lâu. Điều thứ nhất, sư ông khiến xui con gặp sư phụ. Dạ. Điều thứ hai, con gặp được cậu Tể Hỷ cũng nhờ sư phụ. Yeah. À, chị em 40-50 năm không có gặp. Điều cuối cùng của con hôm nay, con cũng gần cuối cuộc đời không biết ngày nào. Hôm nay con là tới để con xin sư phụ cho phép con làm theo những điều mà tới đây sư phụ dặn con. Ý con như thế nào thì con đã có viết cái tờ di chúc mà sư phụ biểu con làm. Thì tất cả y như di chúc con vẫn giữ nguyên như vậy, không thay đổi. Rồi cái thứ ba nữa là hôm con xuống với nhà hoàng á, con xin thêm một ngày. Thì nó đòi 600, họ đòi 600. Mà chỉ cho có 3 tiếng. Thì sư phụ có khuyên con, thôi để sư phụ đi về chùa sư phụ tụng cho con, đừng có để tốn 600. Thiệt những điều này là ơn đức của sư phụ con không bao giờ quên. Mà khi con đặt chân qua Mỹ thì tất cả gia đình con cái của con đều xa. Con có con, có cháu, tổng cộng 11 đứa. Mà bây giờ tụi nó ở địa bàn khác. Mà cũng nhờ ơn đức trên, con được gặp sư phụ với các anh chị em Phật tử ở đây. Cho nên cuối đời con cũng mong rằng phước đức của con, Phật thương con để cho con có cái duyên này. Con gặp sư phụ, con chỉ sợ ngày đó con không gặp sư phụ. Bất xúc động lắm. Dạ, với cậu Tế Hỷ, con không bao giờ quên được. À, nghe đây, sư phụ hứa là con cháu nó có bỏ cái gì đó là sư phụ sẽ lo đồng cái cuộc đời, tang lễ và thầy Tế Hỷ là người Tây Ninh. Dạ. Nghe đây nè, bây giờ có muốn sống thêm không? Con bây giờ thì muốn sống thêm thì chỉ cho sống thêm. Con không muốn sống thêm hay sống ngắn gì, nhưng mà nghĩa là giờ ơn trên cho con đi giờ nào được con đi giờ nào. Thật ra đó, một ngày ở cõi này để tu hành á, 100 năm là cõi cực lạc. Vì á, nếu mà con cháu mà nó 11 đứa nó liếng ái con đó thì con khó đi lắm. Đó là một cái chuyện mà mình cắt ái mừng đi. Cái thứ hai đó là bây giờ con là từng là member của làng Di Đà ở dưới Indo, con có đất dưới từ về hoàn cảnh con về phải không? Dạ. Yeah. Thì bây giờ đó lo cái bắt kịch của nhà hoàng đi. Lo. Xong hết rồi. Nhưng mà nhà hoàng của con là nhà hoàng trên này. Em. Dạ. Yeah. Không có bằng Indo đâu. Chuyển được, nói chuyện đi, đưa về Indo đi, có gì đó. Thầy vẫn lo hộ niệm trên này. Con thầy Tế Hỷ rồi đưa về nhà hoàng bên kia bếp đất về muốn mấy ngày thoải mái lắm rồi. Sàng lọc xá lợi và cũng cái chuyện hết á nha. Thành ra tùy con để bố để có cơ hội lúc có thể chuyển được không? Tại vì con đang ở trên này, nhưng mà hôm cuối thầy hộ niệm mà thành công rồi đó sẽ đưa làm tăng lễ. Nhà hoàng ở đó nó sẽ pick up từ cái gia tali, nó pick up nó đưa con về dưới để làm ở trong làng đó. Ý của sư phụ rất là tốt, con rất là mừng quý. Nhưng có một điều, cái nhà hoàng này nó có cái công tác với con là nếu mà con có thay đổi là con ráng con chịu, nhưng con vẫn phải đóng tiền.
nó nói vậy đó. Vậy thôi, vậy thôi. Để thành ra con mới lên, con điều định, con nói, rồi con xin thêm một ngày, nó không chịu. Bây giờ, họ nói hết tất cả. Dạ. À, tại vì vấn đề đó là nhà hoàng với nhà hoàng nó có thể liên lạc nhau, nó vẫn... Vì con đóng tám. Được, được hết. Được. Nó, dạ. Tụi nhà hoàng, nó làm việc với nhà hoàng. Dạ. À, không sao hết. Mà con bây giờ cái đầu tiên á là con quỳ xuống, con xin tu luôn đi. Chuyện giới cho con tu luôn, giống như ông cảnh bên kia đó là con sẽ được khỏe mạnh trở lại, giống như là con sống để con tu chứ không phải sống để mà hưởng cái gì. Tuổi này không còn gì để hưởng. Hồi xưa đã là vợ có trung tá rồi, đã từng rút súng rồi bắn chồng rồi thì đội này hiền lắm. Con xin cái thằng bộ áo là nó đi, con chưa có. Yên chí. Tưởng cái gì xin cái Đà Lạt đi nhiều lắm, xin tiền không có cho Đà Lạt đi, chùa này nhiều lắm. Bà này bà hiền lắm con ơi. Hồi đó ông chồng ngoại tình đó, bà rút súng ra rồi bắn, mà vợ trung tá đó quý vị. Nhưng mà tôi nghe nói vợ trung tá tôi rất là thương. Thấy không quý vị? À, có thầy có cái đó vậy. Con lính không đâu có. Thôi tôi biết mà lính mà có súng mà rút bắn ra súng. Hiền lắm. À, bây giờ con thấy ông cảnh bên đó đó, ông tu luôn đó, nhà tu luôn nha. À, tu tới ngày chết luôn nha. Rồi con quỳ xuống đi từ từ. Từ. Đốt cho cô dự định. Ba cái nhà con nói thích nói tên bún cơm của con đó nha. Tên gì đó xin... Mình giờ làm thành con, con xin nguyện với cùng với sư phụ con là thầy Thích Thông Lai để mà tu luôn cho tới ngày con nhắm mắt tu luôn. Dạ, con tu luôn. Tu luôn, bữa nay đặt lại là Thích Nữ Hồng Định, vỗ tay. À, nó Hồng Định nha. Hôm nay tên cúng cơm con là tên gì? Nguyễn Thị Quấn, tuổi gì? Bao nhiêu? Không nhớ tuổi. Rồi coi giấy tờ đi. Tức là Nguyễn Thị Quấn, pháp danh Diệu Định, bây giờ đó, đoạn cuối cuộc đời này không còn tu giao duyên nữa, mà tu luôn. Thầy cho vào hàng chữ học Hồng Định, nghe không? Ở nhà được, tại vì đứa chỗ này thầy đâu cần giữ, đâu có ai theo cua con nữa đâu. Thấy không? Cỡ Hồng Đức thì thầy phải giữ, còn cỡ con đó thì đứa nào vô cua thầy cho nó để chuối luôn. Giờ nhớ nha, ở nhà đó thì phải đừng có bị trai trẻ đồ nó dụ, nghe không? Mình giữ con gái mình sợ nó ra ngoài hư, chứ cỡ này tám mấy rồi, nay tám mấy rồi. Con nhớ, không nhớ hồi trước đó, má ruột của con chết sớm. Yeah. Rồi ba con mới đưa cho dì nuôi. Yeah. Mà ba hồi bà nói là con tuổi Thìn. Yeah. À, cùng tuổi với bà. Bà sanh trước cũng Thìn mà Thìn già. Yeah. Còn nhưng mà theo cái lời mà cậu của con á, thì nói là con tuổi Ất Dậu. Nhưng mà nó vô lý ở chỗ. Thầy nhớ cái năm mà nước lụt không? Dạ, yeah, năm thêm nước lụt. Lớn nhất đó. Lớn nhất, yeah. À, con cũng lớn rồi. Yeah. Thì nếu mà con sanh năm Dậu... Thầy đẻ năm 55 thêm nước lụt, 1952, nhưng mà con phải là lớn nữa. Con lớn rồi, một. Rồi cái... con xài tiền bảo đại, rồi thời gian bảo đại còn làm vua. Yeah. Chứ chưa có đi qua Pháp. Yeah. Rồi con xài tiền đó rồi, con cứ nhớ... Rồi con nhớ luôn cái ngày mà tay rút về vậy trước. Lúc dân sớm con là Thích Nữ Hồng Định là xài tiền bảo đại. Nhưng mà giờ con có muốn biết con tuổi gì không? Sư phụ coi cái đầu là biết liền. Dạ, muốn không? Dạ muốn. Nhớ nha. Để coi tuổi này mày nói tuổi rồng thì không đúng. Mà nói tuổi con gà thì không có hiền đâu. Tuổi con có. Dạ bạch sư phụ. Bác sư phụ với đại chúng á,
À, con quen biết chị Huấn này, con quấn là chồng chồng cho thương lắm, mẹ con hồi nhỏ thì chị lớn hơn con ít chứ cũng khoảng 3-4 tuổi. Nếu mà chị nói chị tôi dậu là không có đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Vì con là tôi tức. Mà chị Huấn á, là tên đầu xưa là còn nhỏ xíu là chị Huấn, nhưng mà sau đó chị lại có tên Lan. Cuộc sống của chị Huấn á, thì nếu nói ra thì rất là đáng thương. Bồ côi mà quý vị, sống với cha mẹ không phải là cha mẹ ruột của mình, thì có những chuyện mà tụi con nhỏ tụi con biết với nhau. Thật sự ra đối với tụi con ấy, thì chị Huấn là một người rất là đáng thương. Mà bây giờ chị là không có biết tuổi của mình, mạng vô chích diệu mà. Thật ra con cũng đầu thành. Nhưng mà lấy tuổi cọp đi ha. Dạ, tuổi cọp thì quá lớn sư phụ. Con nghĩ là chị Huấn á, một là tuổi thìn, hai là tuổi thân cũng đúng. Tuổi thân thì lớn con có hai tuổi là tuổi tỵ, hai là tuổi tỵ hoặc thìn thôi. Dạ. Dạ, chỉ có đây vậy thôi. Mà bây giờ chị nói thì lấy theo giấy tờ thì mình cứ căn cứ theo giấy tờ. Nếu mà cúc côn mà lấy theo giấy tờ thì con nghĩ chắc chị cũng về được. Không có, giảng sanh rồi, không có cúng cơm. Đổ con cọp này giảng sanh rồi là cái tốt lắm. Chị, dạ. Chị con không có hiền đâu nha, giỡn mặt về. Chị con cũng, khi đó con có hiền không? Mong sư phụ với thầy hỷ cho con ra biển. Ra biển, đại cốt phải không? Dạ, biển lớn để con trôi đi. Rồi hữu cốt gì đừng có đập, điện luôn. Điện luôn, biển. Rồi. Dạ. Còn xá lợi nếu có thì sao? Xá lợi mà nếu có thì sư phụ muốn làm sao thì rồi rồi dạ. Nói kệ nó chứ dạ. Mà ra biển không có cho con rồi con cháu nó có về có cần đó. Gọi nó không? Không gọi luôn dạ. Một đi không trở lại luôn. À, khi tụi nó biết nó trở về nó nhìn thì sư phụ cũng cho nó biết là sư phụ lo hết rồi cho coi phim. Dạ, phim dạ. Thì giờ bây giờ hôm nay là cũng là ngày lễ này con quyết tâm từ tháng ăn Tết rồi con mong cho tới ngày hôm nay thì mà hôm nay con lên đây rồi con nhớ con sẽ thưa với thầy câu chuyện của làm con gìn giữ để mà con xin với sư phụ là con xin dạ thì sư phụ nói là lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi con xuất gia tại nhà được dạ. Sư phụ có nói con có nhớ rồi coi như là giống như Hồng Long vậy đó nhưng mà bây giờ con nhớ đó là con tu đó là công đức đó là con còn mạng còn cho con khỏe lại con bảo đảm con khỏe yeah. Để con niệm Phật con tạo thiên để cho con tích lũy đi về với Phật rồi yeah. Á còn mạng hết á thì gặp sư phụ gặp thầy hỷ gặp đệ chúng và sư phụ sẽ lo cho con cái tang lễ đàng hoàng. 11 đứa con thì nó là lên đây một là nó đòi nợ hai là nó trả ơn mà nó quay lưng thì tức là nó lên nó đòi nợ xong nó đi nha. Dạ. A Di Đà Phật. Con xin giỏi lắm đó. Bảo lãnh đi làm qua đây. Bảo lãnh 11 đứa con đó việc. Một mình bà làm mà bà để đủ tài chính để bảo lãnh 11 đứa con. Dạ, bạch sư phụ thưa quý vị. Chị Huấn này á cuộc sống của chị từ nhỏ do hoàn cảnh khó khăn. Bao phan thầy đây để tôi truyền giới cho bạn đã để tôi thầy đóng quán đảnh cho con trước nha để chờ bạn đứng đi con nhớ là bữa nay đó thầy cho chữ hồng á tức là chánh thức giống như là một cái người sư cô tu luôn nghe không thì thứ nhất á là giữ giới con là không sát sanh là con biết rồi giới thứ hai không trộm cướp tánh con thì không có trộm cướp thầy biết rồi giới thứ ba là không có dâm dục tuổi này thầy nghĩ là không cần sư phụ giữ gìn à, có cần người giữ gìn không thì không cần rồi và thứ tư là không có khẩu nghiệp thứ năm là không uống rượu thứ sáu á, là con lớn tuổi rồi mà cho con nằm đất thì tội quá nằm cái giường rẻ tiền thôi cỡ chừng 3,000 trở lại được không thôi vậy hả ở trên 3,000 là bị tội ơi à, trong mấy thì được rồi 800 mấy chứ được cái giường 3,000 đúng không? À, rồi á, không ăn phi thời có nghĩa là đừng có phung phí hành động của trời nha. Rồi đó không có trang điểm nữa nha. À, hết lâu không trang điểm lâu nữa ha.
không có làm trò múa hát nữa không, đi không nổi lấy đâu múa không. Rồi và đừng có nghĩ tới tiền bạc, hàng tháng tiền hưu của mình nó tự động nó gửi về, vô nhà băng không cần nghĩ tới nữa, tiền nhà tự nó rút luôn, mình ở nhà hao sinh đó con nha, nhớ. Không sao, hao sinh nhưng mà mỗi ngày trì như vậy bảy biến là được rồi, không mắc nợ. Nhớ không mắc nợ, mỗi ngày trì bảy biến hoặc là nghe. Mình không hiểu bảy biến. Một biến nó có một biến là một lần. Sư cô đâu không biết bảy biến là gì hết. Biết gì đó hả? À? Đi hầu bay không? Đó muốn có người muốn bao rồi đó. Dạ. Giờ đậu nó muốn đủ đi hầu bay nữa. Và con Thăm. Hello. Con qua con Thăm á, thì hai đứa con trai nó lớn rồi, nó học hành đàng hoàng rồi nhưng mà nó không làm việc, nó đi chạy taxi. Thì con mới điện thoại cái hai vợ chồng ấy. Ồ, chiều qua em mừng quá mà giờ em không có đi rước gì được. Tụi em có lái xe, thì nhà cũng hơi ở xa hơn khách sạn mà sư phụ mướn đó. Thì sau đó mới nói thôi bây giờ em điện cho hai đứa nó, nếu mà thằng anh nó biết trước nó tới nó rước chị thì chị cứ đi. Rồi sau đó thì thằng em nó tới không có chị thì chị đi rồi. Thì đang ở trong nhà chị hai của con á, vợ ông Đậu, nói vợ ông Đậu chị đi nha, em ở nhà có gì coi mở cửa giùm chị. Lúc đó là cũng gần 12 giờ. Thế nó cũng nói vợ với con, nó nói bà mê trai bà đi đi đó. Thế thì con đi về. Thế ở bên Hawaii là ta hay tặng vòng hoa, nếu khách ở nhà với hộp bánh thì xong tặng rồi, rồi mấy đứa con của bạn con đó nó tặng cho thêm cho dì một vòng nữa. Cái theo hai vòng hoa về nó hai thằng kép tặng hoa mê quá, tới 1-2 giờ mới về, bỏ con ngủ nheo nhóc ở đây. Thôi lúc đó còn trẻ, con nói trẻ người vậy. Non dạ. Dạ. Mà cái câu đó mà con cứ nhớ giờ đậu hoài là gì, lý do. Thì con cũng vui là khi đi Hawaii, đi qua lễ cúng bái mà con gặp được bạn con nữa, con mừng lắm. Bạn con sống gần nhà con ở thành phố. Bây giờ sư phụ là đã cho con 10 giới giống như ông Cảnh để khỏe mạnh trở lại, sống là khỏe. Còn nếu mà hết thọ mạng đó thì cho con được nhà mọi sự sư phụ lo hết, giống như đề nghị rồi. Đây hứa trước, sư phụ hứa là sư phụ không bao giờ cãi lời đâu. A Di Đà Phật, con không có sợ sư phụ cãi lời mà con sợ ông trời. Không, bây giờ con đã tu rồi, thì không tin ông Phật. Dạ. Thấy không? Bây giờ trở thành tu luôn là ông Phật. Ông Phật còn tốt hơn là sư phụ nhiều lắm. Nhớ không? Rồi, nói như vậy rồi bây giờ quý vị nha. À, quay mặt cho ta coi mặt hiền lắm này, hiền không? Rồi, giờ đi xuống dưới đi rồi đó, coi giờ đi khỏe rồi nè đó. Ở trời còn bữa đó. chưa chết đâu, còn nhớ. Giờ sư phụ đặt tuổi con cọp thì con thấy cũng thiệt hồi cho chị. Bởi vì hồi xưa đó, rồi đó con, đó. Dạ, bởi vì là phước dữ lắm nhớ dạ. Dạ. Dân làng Di Đà cũng biết con, nói cô có ở thời gian mà.
Rồi. Rồi. Tốt nha, thì giờ này mới gặp sư phụ đấy. À, rồi thôi đảnh lễ sư phụ đi. Thấy hiền quá không? Dạ, hồi chỉ hiền lắm, hồi xưa chỉ không ổng thua ai hết. Không thua ai hết. Chỉ thua cọp thôi. Mà nhiều cái cọp gặp chỉ cũng sợ. Thật ra hiền lắm, không thua ai hết. Tụi con thấy tu kỳ này vui không biết tụi con? Vui quá trời lên. Bây giờ chị là chị nhớ là con rồng nha. Con phải sẽ gặp chị mới sợ đó nha. Mà chị sợ tất cả mọi người dùm cho em nha. Nhớ như vậy. Bầu muốn làm gì? Rồi. Tưởng lên trung luôn. Có một số người chưa có FI ngày hôm qua gặp thầy đó. Xin đóng dấu y trên y lên ai đó, có mấy người vậy? Y áo. Xong hết rồi hả? Dạ, rồi. Bây giờ mấy giờ rồi? Con đóng dấu chưa? Đóng dấu kia, trên áo. Không, họ đó là họ chưa có cái gì. Chưa có. Chưa có tấm nào đi lên đây, thầy biết mà. Con. Hồi xưa đâu? Ông đã tu rồi đó thì không có đem y áo thì không cần đóng, chút nữa thì đóng lên đầu này nó là đủ rồi, thấy không? Tại vì có y áo rồi đó là không thắt nữa cho những người lên đầu. Dạ không, nhưng mà chúng có thể đóng nó giấu lên đầu là tốt rồi. Tại vì miếng dán đó, đó thì y miếng dán. Y đó là cái chữ bất ly thân, tức là có nghĩa là không phải là bị đâu mình cũng mang mà không được giữ, giữ cái thân mình thế nào thì giữ cái y như vậy, không được mất. Có nhiều người tu rồi về dục, tu rồi về dục rồi sinh mới không có nha. Cô còn ở nhà thì cô lấy cô mặc thôi nha. Còn mấy cái người mà họ đóng trên áo đó là họ chưa có tu vô duyên. Và họ có thấy có những người tu mà không cạo đầu mà tóc dài đó là họ đã tu rồi, nên họ lấy cái y cũ là họ đóng dấu. Đó, con hiểu vậy. Còn tu, con tu hai ba khóa rồi mà con không có giữ y đó thì chỉ được làm một quán rảnh thôi. Dạ. Áo hậu đâu? Đó là áo tràng, áo hậu mới được. Tại vì đó đi tu á, bà này cô đã tu mấy lần rồi là y áo đã có mà không đem á thì cũng không sao hết. Từ nay là tôi nói là những người đã tu rồi đó mà xin y áo nữa là không có. Phật nói y bất ly thân cũng có nghĩa là đi đâu đem kè kè cái y mà giữ như là giữ cái thân của mình. Thì chỉ được đóng dấu thôi. Bây giờ thầy thấy thông cảm, có thể đóng dấu trước thì về. Bây giờ nếu mất cái gì mà muốn có phước thì đóng lên má cái nữa, được không? Được không? Được. Rồi, đây là phước thân rồi, đóng lên đi gì nữa. Rồi, xuống về xuống.
Tay lớn rồi, hỏi quyền, hỏi quyền. Chịu đóng trên đây là phước lớn rồi, ngon hơn đóng y nữa. À, đóng y là vật ngoài thân, đóng trên mặt mới là vật thiệt. Thế chưa, đẹp cái không? Dạ, cô xin nhắc lại những gì mà sư phụ trước đây đã từng giảng. Quý vị nhớ rằng cái y này á, con này lại có phước, cầm lên thì được hai dấu. Quý vị nhớ cái y này á là vật bất ly thân, mà nó chỉ là phước y thôi. Còn cái tánh y là cái sự nhẫn dục. Nếu quý vị lúc nào cũng có cái tâm nhẫn dục, là quý vị có y tánh trong cái tâm của mình rồi. Cho nên chúng ta nên cố gắng. Mình là thiếu giấy in dữ vậy đó hả? Thiếu giấy. Đó có trà rồi. Không đủ. Đó có trà, có áo trà rồi. Đó bây giờ đóng mặt đi. ai mà không có y thì đóng trên mặt, đóng trên đầu và đóng trên mặt. Hả? Được, đóng trên mặt được, bây giờ mới nói. Tại vì Phật tánh ở đâu quý vị? Phật tánh không có trụ ở trên đầu, trụ cái má. Phật tánh là vô sở trụ. Nhưng mà nói là sớm, nói sớm đâu cạo đâu. Thật ra đó thầy đã cục men đó, đóng bên má đó thì nó dồn đó, họ không hiểu mình chính đóng cái trán này nè. Thì nó từ cái trán trở lên đó thì nó vẫn tốt lắm. Và đó giống như là quý thầy ráng đẩn thì bây giờ lấy sinh đó, nó sẽ đóng trán kia đó. Đóng óc được luôn. Dạ được. Phật tánh của mình là vô sở trụ nha. À, Phật tánh là vô sở trụ. Thấy không? À, tại vì thật ra đó là thầy để coi người nào phát tâm mạnh, nhưng mà thật ra chẳng nghĩa nghĩa ra là cái lễ quán đảnh này đó là tôn thịnh chú, Phật đảnh tôn thắng. Mà sư phụ là một cái người đã từng trì Phật đảnh tôn thắng, một cái vị thầy đã tu mật tông là đã trì có đạo lực rồi đó, thì thầy đóng ở đâu được con cũng quớt hết á, hiểu chưa? Đóng lên thân thể được con, đóng y chỉ là phụ thôi. Nhưng mà cái thầy muốn nói là vô kiến đảnh tướng là tụi con hiểu được cái chỗ là thấy được cái xương của Phật tinh này không quan trọng, mà thấy được cái Phật tánh của mình nha. Cho nên là phóng qua, mà khi tụi con thấy được Phật tánh đó, tụi con thấy không? Có người hỏi thầy, nghe nói thầy nghe người ta đồn thầy là thánh tăng. Ê, không có. Nếu mà thánh tăng á thì có hào quang, tôi đâu có hào quang. Nhưng mà cái phóng hào quang của sư phụ là phóng bằng những cái bài pháp này, đó là phóng trí huệ đó quý vị. Sáng ngày sư phụ phóng quang dữ dội không? Phóng quang không có nghĩa là hào quang này nó làm được, mà phóng quang trí huệ bây giờ sao con? Tu gieo duyên mà có ghi danh không? Không có ghi danh. Chở cái cô tính Mỹ đi lên tu theo đó. Cái người này là cái người làm việc ngay giống như là người già, để giữ người già đó. Đi theo đi giữ cái cô tính Mỹ. Nhưng mà rồi lên đây tại lý do nào mà muốn tu? Dạ, nhưng mà bảo đầu chưa tạo rồi phải không? Để coi coi. Rồi. Tức là đi giúp
người làm việc kiểu người già nó đưa tôi tính Mỹ lên, rồi bây giờ nhân viên nó đến kiên okay. Lâu nay đến tổ đình hoài mà không có tu, mà lên đây là rồi tu, cái chở cô tính Mỹ đi tu á. Bây giờ y áo có không vậy? Đâu có, lần đầu tiên có rồi, nó không đứt cho rồi cái xài nha. Đây vô đây, vô đây, vô đây. Vì xuống con biết là mười giới ha, không sắp xăng, không trộm cướp, không có chuyện vợ chồng, không có uống rượu, không có nói láo, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn mặn mà không ăn phi thời ăn chay, mình gian tu mấy ngày ăn chay, không trang điểm làm trò múa hát, không có đeo coi như là tràn qua sức dụng thơm, và không có nghĩ tới tiền bạc, nghe không? Rồi con, đứng dậy đi. Con, hồi đó giờ có tu lần nào chưa? Cái mặt này quen mà mới tu vậy. Dạ, nguyên xuân ở Florida, sư phụ. Florida, chưa tu lần nào hả? Dạ, pháp hội nào cũng có đi, nhưng mà không có duyên duyên. Chưa có duyên duyên. Dạ, lần này mới là duyên duyên rồi. Lúc xíu y áo Hồng Đức Pháp, mười giới của giao duyên tu tới chừng nào? Tu mấy ngày? Tới ngày con hoàn mãn. Chứ phải là mãn thần. Bây giờ đó, con luôn mà mấy ngày con vàng mãn là tu luôn. Cho mình hướng nghe cha mẹ rồi. Bây giờ nguyện sức gia duyên tuần lễ đi. Vô tuần lễ được không? Làm từng tuần đi. Nhưng mà về nói với ổng là con tôi sao? Đang tu sức gia duyên tuần lễ, không có đụng tôi nha. Rồi, hồi hướng cho mẹ nha. Con biết rồi, con biết mười giới chưa? Biết rồi thì không cần, tại đi quá nhiều biết rồi. Rồi khi nó không biết lần đầu tiên rồi, cô này cô này có biết cô Phước, Phước Tiến Nguyên Sinh Florida. Để biết những người mà họ muốn gì tu là chúng con đã truyền giới ra rồi, chút nữa ăn xong rồi lên là thầy có cái nghi thức quán đảnh rồi con sẽ biết rồi, và chút nữa là lên là bắt đầu là chúng con sau đó thầy thì phải biến rồi thầy bắt đầu thầy để biến xong rồi chúng con ghép lai đưa lên đây là ghép lai là đi hai hàng ghép lai là đi vòng ra đi vòng đi xuống rồi hiểu không? Ở đây 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 là xuống. Ở đây. Hồi đó về tu được chưa? Nhà mất cậu lần qua. Rồi đi áo lên con Hồng Đức cấp nha. Bây giờ hai vị biết là không sát sanh là giới thứ nhất ha, không có trộm là cấp là giới thứ hai, không có chuyện vợ chồng là giới thứ ba, không có giọng ngữ là giới thứ tư, không uống rượu và các cái chất xì ke ma túy là giới thứ năm, không có ăn mặn là giới thứ sáu, mà không có được phung phí ăn đồ đừng có bỏ đồ nữa. Giới thứ bảy là ngủ những cái giường nó rẻ, đừng có ngủ những cái giường nó quá sang trọng. Thứ tám là không có trang điểm. Thứ chín là không có ca hát. Thứ mười là đừng có nghĩ tới tiền bạc, tụi con đều về hưu hết rồi phải không? Tiền nó có đến nhà băng đề bây giờ trễ nó không sao, đừng có nghĩ. Được chưa? Rồi vậy tôi con quỳ xuống đi. Tính tu tới bao nhiêu ngày? Tu bao nhiêu? Không bây giờ muốn này muốn phát tâm xuất gia dương dương mấy ngày? 3 tháng rồi. Tốt, 3 tháng là tốt đó. Cô kia mấy ngày? Cũng bằng
con xuất gia tới ngày con về mà hồi bây giờ có tu lần nào chưa? Lần đầu tiên biết giới rồi không? Không sát sanh, không trộm cướp, không có dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không trang điểm, đeo tràm hoa, không làm trò múa hát, không có ăn mặn và không có phung phí cái đồ ăn, rồi đừng có nghĩ tới tiền bạc trong thời gian tu nhé. Tu tới ngày rời lạ rời rời đây ra sợ bao giờ mặn phá phải không? Cái gì không? Nó có vô nó xin phủi tóc phải không? Thì giờ chút giờ phủi tóc bây giờ không có chỗ nào đóng đóng với má hay sao? Vậy thì thôi để chờ phủi tóc đi nha. À đóng trên trán, chờ phủi tóc thì đóng đầu đi con. Bao nhiêu ngày? Một tuần. Con biết giới rồi phải không? Biết rồi. Xin một tuần phải không? Cái đầu này mới xuất gia là có một tục lên rồi đó nè. Và tụi con đã lễ rồi đi xuống để giải quyết cho mấy người mới, rồi sau đó mấy người cũ là chúng tôi hướng dẫn. Tụi con để vậy. Xuống đây con vừa cởi nói sớm à, rồi kể nó kể con đấy, đừng làm sao sợ không sao con vì anh ngồi không sao tâm vô sở trụ mà. Bây giờ con á xuất gia nhân viên mấy ngày nha, rồi 100 ngày rồi hồi hướng cái gì thì con biết rồi ha. Rồi mình chờ chút 100 ngày quý vị cho rằng phát tay. You want become the temporary man how many day? How many day you want? 5 day, 10 day, 100 day, how many day? 5 day? Okay, 5 day. How many day you want become the small man? How many day? Show your finger, how many? 3 day, rồi. Giới đàn này vui không quý vị? Xin con để tóc cũng được nhưng mà với điều kiện là không có giới dâm dục mấy ngày tháng thôi à. lâu quá không thì đó là giữ giới bây giờ giữ giới 20 ngày không có chuyện dâm dục với chồng từ rồi diễn từ ha. À, vậy chỉ có mang tên bầu rồi. Thôi tên trời ơi cái mặt đẹp không? Quý vị thấy không? Ai mà lấy lộ kẹo quẹt lên mặt quý vị giận không? Nhưng mà được sư phụ quẹt còn cười, nhưng mà đang nghĩ quẹt.
Thì bên đó đề nghị là nó sẽ làm cái chú Phật Lãnh Tôn Thắng rất là nhỏ mà khắc trên cái răng á. Thì là bà nào không có răng á, người bên tặng cho Nguyên Hầm răng Phật Lãnh Tôn Thắng. Ý danh Huệ Minh nha. Bắt tư tại phòng mạch đen tù, an lạc đen tù. Hả? Không sẽ khắc lên nguyên cái hầm răng giả. Ai không có răng đi thầy coi. Chị con. Có gì nữa? À, con kính thưa là vì con sống gần gia đình bác Sáu, vì má con thân lắm. Và biết con Tị Hỷ, vợ Tị Hỷ rất là đẹp mà hiền nữa. Cái thứ hai, cậu rất có hiếu. Năm 1965 là cậu đã đi thông dịch cho chỗ gì đảng lớn đó, sở Mỹ. Rồi cậu rất là giỏi, có một mình thôi mà rất là có hiếu lắm luôn. Khi qua Mỹ rồi cũng bác Sáu qua đây luôn. Thành ra con cứ lấy cái gương của Tị Hỷ nè, có hiếu quá, có hiếu. Ở đó ai cũng đều biết, mà con là đều biết nhiều nhất. Đi đâu, làm gì, bất cứ không bao giờ xa cách mẹ. Dạ, tức là con lên bổ túc cái phần đó. Dạ, con bổ túc đó thôi. Tại vì con ý là con muốn nói mà con quên. Rồi, quý vị có tăng cái âm thanh của tổ nhân hay là vẫn như thường? Hình như mạnh quá, mới xuống dài xong con hơi hơi mạnh. Hồi nãy đi dậy, bây giờ đi mạnh lên. Ai? Ai? Chủ tịch. Sao tự nhiên đưa vô đây? Một cái này quỳ xuống, quỳ này quá hay. Quay mặt xuống, con cái này đặc biệt. Phụ thân của An Tệ Lạc có phát nguyện trước khi mà sàng lọc xá lợi, và nói với sư phụ rằng có bao nhiêu vị tham dự phá tu Phật Đảnh Tôn Thắng mà chứng kiến cái cảnh sàng lọc xá lợi viên mãn của con mình là một vị quá thân, thì phụ thân của An sẽ tu bao nhiêu ngày. Cái này phải lấy danh sách kiểu nha, danh sách chính thức về danh sách đi chui nữa nha. Thầy nghĩ là không có dưới 300 người đâu nha, tại vì nhiều người không ghi danh lắm, nhất là những Phật tử mà họ không ghi danh, họ local ở đậu tùm lum. Bây giờ thầy lấy là 300 ngày đó. Đó, 300 thôi, giờ lấy 400 đi. 300, 400 gì cũng được. Nếu mà con vợ đâu rồi, kêu con vợ lên. Lên, con lên được cái nhiều khi đó. Nhưng hồi trước đó mà Đức Lâm nó tu lâu quá, cái vợ nó đòi ly dị đó nha. Bây giờ, rõ ràng, bây giờ là giờ Đức Lâm với vợ nó là dì mẹ, là coi như là đồng thuật, đồng vợ, đồng chồng rồi. Bây giờ chồng con nói là bao nhiêu người đó, 300, 400 gì đó thì nguyện tu. Tại vì phát nguyện là nếu mà An, mà con của con, máu mủ con mà một chịu quá thân mà có để lại xa lợi đó, thì phát nguyện là tu bao nhiêu vậy thì tu bao nhiêu ngày. Mà bây giờ con thấy có trở ngại gì những chuyện vợ chồng không? Không mà sư phụ, con rất vui vậy. Thì con cứ giữ 49 ngày. Uổng lắm, tại vì nó tu rồi mà con giữ, giữ cho ai? Con nhỏ cho nên chắc ăn uống được, con phải lo lúc mà anh tu. Cái ăn uống đó con nấu ăn không quan trọng, cái chuyện tình dục mới là quan trọng, hiểu chưa? Để thầy con nấu mặn cũng được, đừng có giết nó đông lạnh đó, con làm cho được không có phạm giới, được không? Chứ nãy thầy thấy ông này giữ mà con không giữ thì để dành cho ai?
Rồi, nghĩa là như vậy ông này 400 phải không, mà con thương con có nhiều hay ít, con phải hơn ổng chứ, 500 đi á. Chứ con không không làm giống chồng con là lúc đó mà rủi mà con xả mà nó chưa xả thì kẹt nó đi. Ông cặp về dễ thương lắm. Trời ơi, lên là mai màng với diệu phẩm nè, đi chợ với diệu phẩm nè, chạy lăn chạy láo mà hồi đó giờ đâu có thấy mặt nó phải không? Đồ rõ ràng là Bồ Tát độ mẹ phải không quý vị? Rồi bà ngoại cũng vậy, không có thấy biết hết á. À, cho nên Bồ Tát chỗ nào là cái chỗ đó, là coi như mình ra đi một cái là cả gia đình đến với Phật Pháp. À, không quý vị? Mà nói ra nó trong này lấy vợ để nó cháu nội, mà nói lấy vợ là nó để lại một đứa con khổ không quý vị? Đó là đại hiểu nhà. Vui không thầy? Vừa giờ nói gì nhắm xá lợi vui không? Vui, đại nổi tiếng cả thế giới luôn. Mấy người khác bây giờ con thì con có tỷ phú đi nữa cũng không bằng con của con, tại vì lâu ngày con cứ giái Bồ Tát lại Bồ Tát phù hộ, mà Bồ Tát ở nhà không biết. Tụi con thấy cái điểm vui không? Bồ Tát ở bên hai đứa tụi con mà tụi con không biết. Bồ Tát khôn ghê. Bồ Tát trước khi đi á, là cũng nói chuyện đi xa mà mùi thơm nó tỏ ra phải không? Cái ngày, những ngày mà ăn sắp đi nó tỏ mùi thơm, đi đâu cũng mùi thương của cõi trời nó xuất hiện. Mà nó biết trước, mà nó không muốn xả báo thân ở nhà. Ở nhà đó mà xả báo thân á, mà má có khóc không quý vị? Khóc chiều nay quanh quanh vô để dịch lại, sống lại hết cái cơ hội đi đi. Rồi má lại muốn là cưới vợ gả chồng cái nữa, cái là coi con cháu nội. À, bây giờ không có buồn nữa nghe, mình hãnh diện nha. À, con mình là Bồ Tát rồi, mình không có gì á, mình mang trong Bồ Tát trong bụng, mà cái công đức mang Bồ Tát lớn không quý vị? Công đức nuôi dưỡng Bồ Tát lớn không? Lớn lắm nha. Nhìn cái mặt đó là biết là về, thấy là mặt này là mặt có phước lắm, đẹp không quý vị? Hai vợ chồng này giống nhau không quý vị? Thì giống mặt công đức không quý vị? Tôi nè, này là hồi đó ba có học đức đó đi ca cải lương đó rồi. Giống có nhiều người cái hỏi là anh học đức đó. Giống như vậy đó, có nhiều cái duyên với sư phụ lắm, nhưng mà tụi không có nói. Đời trước nó cũng đã từng cái duyên với sư phụ nhiều đời rồi. Rồi bây giờ là phát biệt, nãy là không phát biệt là 400 này, 400 thôi, đừng có dụ người ta. Nói sư phụ là người mở cái chìa khóa trí huệ cho nó phải không? Mà mới mở con nửa đóng dấu mới mở luôn. Tụi con thấy nó mấy cái ngày xuống này nó đau khổ lắm. Thật ra mất con mà con yếu rồi, hai mốt người ta đi khổ lắm. Triển khổ không? Khổ lắm. Thái, cái nỗi khổ này chỉ có ông Thái mới hiểu thôi. Phải không? À, cho nên là Thái đúng rồi. Ngày hôm nay đó sư phụ đưa nhớ tới Christopher Chiu. Sư phụ sẽ có con đó, con lên ngay trên này. Thái ngày hôm qua nó buồn quá, nó đứng trước cái tượng của con nó nói sư phụ, thầy Đương An, nó nói con muốn đem cái tượng này về. Nó hỏi tại sao? Đây là cái biểu tượng chứ không phải là cái hương linh thờ mà thầy đã làm cách đây 5 năm để mà tưởng nhớ đóng góp của nó. Nó đóng góp rất nhiều cho cái Youth Center. Nó nhưng mà tại em nó muốn đem cái hình đó về. Thì sư phụ nói thôi bây giờ con xin keo đi. Nó không tại gì thằng em nó muốn đưa anh nó về. Để cái suy nghĩ nó mà Thái thì nó bây giờ tới mấy ngàn đệ tử của thầy. Bây giờ một ngày nào con đem lên đó, thì cái mộ bia sẽ bị đập. Mà đập cái mộ bia đó thì khó trả lời lắm. Người ta giọng tưởng, người ta tưởng là vợ chồng tụi con là phản thầy rồi lấy đi này kia. Nếu quý vị không? Rồi có những người phá tu trước lên là thấy thầy che cái hình đó lại. Lúc đó là thầy nói Huệ Minh làm cho thầy cái hình bằng inox. Thì cái hình inox đó đã được đưa cho Thái rồi. Chứ rồi nhiều người họ vọng tưởng là nó là thầy lấy cái hồi năm rồi đó. Thầy lấy cái miếng sắt, tại vì lấy cái đó để mà làm một cái hình khác cho nó bền hơn.
Cho nên Huệ Minh bắn mà y đó mà có một số người gọi dự pháp nói là cũng như là sư phụ, cũng như là dắt chanh bỏ vỏ, trọng tưởng đó. Nhưng mà thật ra thì làm cái hình inox, mà qua Huệ Minh nó đem cái hình inox lên cho nó bền hơn. Cái này lắc cơ thì nó sẽ bay. Nhưng mà không phải giờ thành tiền Thái nó thấy ra đây con không phải nó phản bội hay gì hết, nhưng mà nó muốn theo cái ý của em nó. Em nó là muốn đưa anh về, cái hình nó về ở nhà. À, em nói là muốn đưa cái hình là anh về để ý cái tụi nó, mà Thái nó con thì vẫn muốn, nhưng mà con nó em nó lớn rồi nó khó lắm, thành ra thầy nói bây giờ nó trước đại chúng thì con nói để người ta hiểu lầm, ta vọng tưởng, ta mắc tội, ta tưởng là vợ chồng con với sư phụ có cái sự gì nó không có vui, nhưng không có. Đó là ý của gia đình, mà thầy vẫn thương Thái, và Thái một ngày sư phụ vẫn là muôn đời vẫn là sư phụ, nó không có chuyện đó đâu. Rồi con nói đi, có gì sư phụ một lần về nhà con ở rồi đó, là sư phụ không có đi đâu hết. Từ lúc đó con bị sư kia nó đập, con không có chỗ ở rồi thôi. Rồi nói chuyện đi cho nó rõ ràng luôn. Chào sư phụ và chư tăng đức tôn ni, hệ thống trường tâm nguyên và các diện công tác tôn nghệ hôm nay và bạn đồng tu online, đây là ý kiến của em của nó thì em của Hồng Quy, em của Hồng Quy còn Thái thì nó không đi nhiều, giờ nó cũng lớn rồi thì nó cũng thấy là con thấy nó cũng được trưởng thành và nó cũng ngoan và không biết rằng là vợ chồng con cũng hay ngồi xuống như là nói chuyện với nó, cho nên giờ là con thấy thì nó cũng có hiểu. Thì con đây thì cũng đơn giản, con không có mong muốn gì nhiều về nó mà phải cần học đại học hay là học cái gì, nhưng mà con chỉ cần muốn là mấy đứa con á làm người có đạo đức. Và cái quan trọng nhất trong đời con rất mừng, rất vui mừng các con. Và anh em với nhau con thấy nó đồng bọc lẫn nhau. Thì nửa giờ con nói chuyện nó thì con rất kêu nó đi. Thì mỗi người có một cái cảnh tính riêng thì cũng gì. Công ăn việc làm của nó thì nó cũng không đi. Thì ngồi nó nói chuyện. Thì đi đem anh nó về thì con ngồi xuống nói chuyện thì có chuyện này tao đi thì ba sẽ xin sư phụ xin mang tấm ảnh của cháu đem về dưới cho nó thành kính cho nó cái kỷ niệm và anh em nó mỏng lắm nha. Thì tới hôm nay thì con muốn không có đơn giản thì không nói tới thì con không có cần cháu phải học đại học, không cần làm kỹ sư bác sĩ gì hết, chỉ cái quan trọng nhất là làm người tốt và anh em đồng bọn lẫn nhau, cái đó là cái ước nguyện. Xin cảm ơn và sau đây con xin cảm ơn sư phụ và chư tăng đức tôn ni và những bạn đồng tu đã từ online và đã hộ ở giúp quy tụng kinh niệm Phật trong năm năm vừa qua hồi hướng cho cháu. Bây giờ thầy hiểu rồi, nó xúc động quá. Thấy là người không có nói nhiều, nếu có nhiều pháp thì nó dễ hơn. Nhưng mà ai cũng thương con, tức là xác định là Thái là cái người điện tử trung thành và một ngày một sư một muôn đời những sư, nó không có chuyện đó để đòi tránh dòng ngữ. Thì bây giờ đó thầy có cái ý tưởng là chút nữa đó, sau khi ăn sáng xong đó, con với sư phụ lên đó rồi thắp nhang với ngài để tạ với cái chương ngài đó, xin gửi cái hình rồi đưa cái hình xuống đây để cho đại chúng tụng cho Hồng Quy bảy biến Phật đảnh tôn thắng, con hiểu không? Rồi sau đó con đưa cháu về thầy không khen nữa, tụng bảy biến Phật đảnh tôn thắng là nó không về cực lạc cũng về cõi trời với cái lực của đại chúng và kỹ nghiệm được không? Nha. Rồi bây giờ có một chuyện mà thầy suy nghĩ hoài cả đêm á,
thì không biết làm sao ta cứ bàn với hai ngày qua hai thì rồi đến bây giờ cái hình lấy dễ rồi mình đập cái bia làm sao, thì tự nhiên có một vị thần áo xanh ông hiện ra, ông cười ông nói ông đã di chuyển cái miếu của tôi từ trong kia ra đây, tôi trong giấc mơ nó vào phải. Ông nói vậy thì giỡn, thì tại sao mà ông nghĩ không ra, ông không đem đập. Thì bây giờ đó thằng Quy đó, nó là ở đây hồi xưa nó là lãnh đạo cái nhóm mà youth center này, dựng liều dọn liều phải không, di chuyển cho sư phụ. Có thằng Quy là thầy không có bị hư liều như sau này, và cái thằng An này cũng là đàn em của thằng Quy. Bây giờ An sẵn có sáu lợi rồi, thì bây giờ xin dùng cái đó để cái hình thằng An lên thôi. Đúng không con? Không có đập gì hết. Không có đập gì hết. Đó. Tôi giật mình cái tôi cười quá, tôi đi sáng động thái mà bận rộn nãy giờ. Tự nhiên về giải quyết được chưa? Ông thần ông núi hiện ra ông nói là thì bây giờ Thái nó tỉnh về. Em nó muốn anh nó về để mà anh em nó đoàn tụ, nó thương nhau. Đó cái ý nguyện của đứa em. Thầy nói rằng Thái nó ba chắc chắn là để lên khó lên mà bác chắn sẽ làm. Nhưng mà thầy nói bây giờ làm sao để đập cái bia không được. Nhưng mà rồi có vị thần mặc áo xanh mắt là ông đã dời miếu tôi đi, tại sao mình phải dời chi nữa? Cái này đã có Bồ Tát ở trong này rồi, thì mà Bồ Tát cũng là đàn em của Richard Tom Chiu, thì mình chiêu nó cũng vui vẻ, nó nhường lại, bây giờ nó trở về. Sau khi mà tụng cho nó một thời Phật đảnh rồi, nó lên tiêu nữa, đâu cần gỡ đó chi nữa. Phải không? Vậy bây giờ Bồ Tát ở lại bảo vệ dưới sân ra, có vui không? Rồi, vỗ tay, vui vẻ, cái gì vậy? Cầu khẩn cái gì? À, rồi nói chuyện đi, tại sao nói chuyện? Dạ, nó mới message cho con gọi cho nó, là nó xin đồng ý là lên đây. Tại vì con cậu nó nhìn thấy được các con quỷ theo nó. Thầy đã nói rồi, con cháu của con á, con quỷ mắt bự, đỏ, hai cái sừng răng nanh mọc lên mà nó theo lâu lắm rồi, thành ra những lúc là nó chửi chồng nó chửi tùm lum, chửi má nó luôn. Đó là con quỷ chứ không phải là con người. Cho nên đó thầy kêu nó hẹn ngày thứ bảy lên đây để cho sư phụ và đại chúng dùng lực của Phật đảnh tôn thắng để mà giải trừ con quỷ đó. Mà con quỷ đó mình sẽ đưa nó vào tháp Địa Tạng để ở, tức là không có hại, không có binh người này mà ghét người kia. Con mới... qua là chồng nó không chịu. Mà bây giờ con nghĩ lại, con quyết tâm, con xuống tóc vì tu giáo duyên, thành ra tự nhiên nó chuyển cái ý của nó cầu xin để được đi tới đây. Bây giờ nó đi chưa? Giờ nhờ con phải chạy đi đến đó nó. Dạ, con chạy đón nó được rồi, không sao thì cứ đón nó lên rồi cứ từ từ đi, rồi thầy lên đây lúc đó đại chúng tụng cho nó bảy biến được không? Con quỷ, thầy thấy con quỷ trong người con nhỏ, con câu nhỏ Mỹ đúng đẹp lắm. Giờ mới thấy. Chào. Tức là em cổ lấy Mỹ, qua 75 đứa nhỏ rất là đẹp, nhưng mà có con quỷ nó nhập lâu rồi mà nó thấy được. À, gia đình người Mỹ thì họ má, có má nó thấy, bây giờ nó mới thấy. Má nó thấy, mà má nó cũng không biết gì Phật Pháp là tin lành. Cho nên đó, thầy mới diễn tả con quỷ đó là như thế nào thì nó xác nhận là đúng rồi. Thấy vậy thì bây giờ ngày hôm qua đáng để lên, nhưng mà rồi, được rồi cứ về chở nó đi nhé. Nó lên đây rồi thầy cũng không có cái kiểu mà đánh quỷ đánh ma, nhưng mà thầy biết quan gia thì xin cái vị quỷ thần đó ở lại trên Địa Tạng hộ pháp luôn thôi. Rồi rồi đập đầu đó, mục đích lên là để đóng dấu nữa. Người này công đức lớn lắm, đi lộn từng cái bao thầy cơm, nhưng mà cổ đi bán đó. À, người này công đức lớn lắm, cũng không quên quán đảnh rồi. Là đi đón rồi, đứng đồ nón rồi 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 rồi. Bây giờ đó là sư phụ có cái hình á, cái hình này nha. Sau khi hình của thằng Vi đưa xuống á, rồi tụng chú xong đó, rồi cái ngày vàng mãn á, là cái hình này có cái lễ. Cái lễ là đưa Quy lên chỗ đó, là thầy sẽ làm lại cái bản tên mới, là tên gì đó, là cái kỷ niệm cái ngày mà sàng lọc một sư xá lợi trong pháp tu này, để sau này người ta lên để đi tiêm ngưỡng quá thân, được không? Quá hay luôn.
Hôm qua này tôi giải quyết và tôi nói thiệt để hỷ, tôi không biết làm sao tôi giải quyết. Bây giờ mình làm cái đó là có cả mấy ngàn Phật tử biết, mà lấy cái hình đi rồi đặt thì không được. Mà sao đây? Tự nhiên tối cái ông thầy Cổ Xanh ông nói dễ lắm. Đây đưa vô không ai cử đâu, mà nó cũng là đàn em của Quy nữa. Mà giờ nó là Bồ Tát rồi, giờ kia nó muốn về dưới và đụng cho nó ăn thời hoặc là lãnh tôn thắng đây lên ở trên rồi, nó đâu có ở đó chi nữa. Mà nó cần thì giờ nó chết quạnh tử. Mà ông này cũng chết quạnh tử, mà ông quạnh tử của Bồ Tát, còn kia là quạnh tử của chúng sanh. Thành bây giờ cần Phật lãnh tôn thắng. Quý vị thấy pháp hội này nó cái gì như nó có sắp xếp đâu đó hết. Rất là hay, rất cả tư nghì luôn. Thái vui quá là Thái ơi. Tự nhiên nó có cái chỗ giải quyết. Hôm qua thầy đòi cứ ngồi lưu tớp và thấy không? Cứ suy nghĩ biết sao giải quyết cái bia. Rồi, bây giờ đó, còn cái vấn đề đóng dấu cái gì nữa thì sau chờ đi. Bây giờ thầy nói rõ những người nào cần ra đi ngày hôm nay cho thầy biết. Để chuẩn bị xe cộ. Con ra đi mấy giờ? 10 giờ 58 phút tối hay sáng? Tối thì ok, kiểu sáng là tiêu thắng đường. 6 giờ để thầy có clip. Kiểu có mình, có ai đi rồi hay không? Tối. Có ai có đi không để thầy nói cho biết, để thầy chuẩn bị đó. Rồi, thôi bây giờ chúng ta để thầy đóng dấu cho hai thân phụ và thân mẫu của Bồ Tát nha. À, người ta trọng nam khinh nữ mà thầy trọng người nào mà mang nặng đẻ đau Bồ Tát trước. Đồng ý không quý vị? Rồi. Ông tạo Bồ Tát có 10 phút, còn bà này tạo Bồ Tát có 9 tháng 10 ngày. Rồi, tụi con đảnh lễ đi rồi, đừng đảnh lễ con, dù là Bồ Tát nhưng mà đừng đảnh lễ con. Thì cô lấy một mình nhé. Pháp hội này rất là thanh tịnh, tiền rớt mỏng ai lộn hết. Nghe tiếng tiền rớt cô ơi. Ai hết, rất là đắc đạo hết rồi. Thật ra đó, tụi con thấy đó, cái pháp tu này nó hoàn toàn khác hết. Khác nhiều không? Tụi con phải biết rằng có rất nhiều Bồ Tát, Thiên Long hộ cho sư phụ để mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến của tụi con. Phải không? Tụi con thấy đó, cái này là vô giá đó. Cái này là cái lễ quán đảnh. Những, trước khi quán đảnh là những cái lời này chính là quán đảnh. Đóng dấu này chỉ là ấn chứng thôi. Hiểu chưa? Tụi con hiểu không? Cái bài cái trong này nó có rất nhiều cái rất là huyền diệu mà con thấy không, vui vẻ mà nó quan hỷ. Cho nên nó tùy theo cái pháp hội, tụi con biết là cái pháp hội này nó thù thắng là mình biết là không phải là cái sức của tỳ kheo Thích Thông Lai đâu nha, mà cái sự gia lực của Tam Bảo, cho nên thầy mới có những cái lời khai thị nó đi vào lòng người. Và cái chuyện mà vợ của Đức Lâm mà đi tu mà càng lâu càng tốt, chuyện đó không có bao giờ mà Đức Lâm nghĩ được hết. Phải không Đức Lâm? Không bao giờ nó nói như này, không bao giờ nó nghĩ có một ngày hai vợ chồng cùng đắp y đắp áo với nhau. Chỉ có khả tư nghị. Cho nên tụi con hiểu rằng đó, đây có sự gia hộ của Phật lãnh tôn thắng nó kinh khủng lắm. Chưa có cái ngày hoàn mãn mà nó như vậy rồi giải quyết luôn cả cái chuyện của như là Quy nữa. Rồi thôi nha, bây giờ Thái sau khi ăn sáng xong sẽ phụ giúp con đi lên à, mình thắp nhang rồi đưa cháu xuống đây nha. Thế sau nó vô là thầy tụng cho cháu, rồi sau đó là như là đi cầu nguyện với cái lực của mấy trăm người này, là bảo đảm luôn kinh Phật nói cái người đó à, coi như là thầy chỉ cần á, là thầy đóng cái dấu quán đảnh lên cái hình của nó nha. Thầy xin phép đóng với cái góc chứ, để coi như là xác nhận là quán đảnh cho nó luôn nha. À, đó nó như vậy đó là bảo đảm thầy được Phật không bao giờ hư vọng hết. Dưới cái thần lực của Phật lãnh tôn thắng, cái tâm lực thương thần Quy và cái nhân duyên con đến đây nó đều có hết á, là thần Quy nó sẽ về cõi Phật ngay chứ không có ở cõi trời, đừng có nói gì đó.
Rồi như vậy chúng ta hồi hướng nha, cùng với sư phụ nha, rồi chúng ta ăn sáng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi chúng ta xuống ăn sáng chi đó con.